Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Lương Duy, người mà tháng trước Huy đã có dịp giới thiệu đến cho quý thính giả qua tập truyện Mẹ Già Hóa Quỷ. Và ngày hôm nay cũng sẽ lại là một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Miếu Thờ Quỷ Làng Chình. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Làng Chình nằm ở phía cuối con sông Hồng, là một vùng quê của tỉnh Nam Định, nơi năm xưa được cụ Nguyễn Công Trướng quay đê lấn biển, có niên đại đến hơn 140 năm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuộc sống của những người nơi đây đã ngày một khấm khá, khang trang với những mái nhà cao tầng cùng với những con đường bê tông uốn lượn như những dải lụa. Thế nhưng ngược dòng thời gian cách đây 24 năm, ấy là vào khoảng năm 1998, dân làng Chình khi ấy đã trải qua một câu chuyện có thể nói là thảm khốc liên quan đến vấn đề tâm linh. Và câu chuyện đó được lưu truyền tới ngày nay như một lời răn đe con cháu về luật nhân quả không chừa một ai. Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Năm 1998, làng Chình khi ấy chỉ là một làng quê nghèo, sống chủ yếu dựa vào đồng lúa, bãi mía, nương dâu. Thế nhưng con người ở nơi đây luôn ấm áp tình thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Một sáng sớm, trên con thuyền đánh cá dọc theo sông Hồng, những tiếng hát vẫn cất lên như thể hiện sự yêu đời và xóa tan đi sự mệt nhọc của con người nơi đây. Khó dễ em bảo anh rằng, anh sang làm rễ, chắn đăng từ rậy. Những chiều nước cạn ban ngày, cho dù cá đến, chạm tay không thèm. Những chiều nước cạn bắt đêm, hỏi em bắt đốm hay em mò thầm. Đến đây gặp bạn tri âm, cá gậu em có dám cầm hay không. Bây giờ vợ mới gặp chồng, đầu con nước kém chẳng không được gì. Ngồi rồi kể chuyện vân vi, chờ cho nước sổ anh thì chẳng đăng. Tiếng hát được cất lên giữa con sông Hồng khi ấy càng tô thêm vẻ yên bình của một làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Từ phía đằng xa, mái đình cong cong cùng với cây đa dạ cổ thụ hiện ra dưới lớp sương mờ ảo như một bức tranh thủy mặc, làm cho làng Chình trở nên huyền ảo như ở cõi tiên. Bỗng dưng thằng Khải, một thanh niên hiền lành trong làng, chuyên làm nghề chạy lưới, cất tiếng gọi: "Ê, bố, có cái gì trắng trắng kìa bố." Ông Đăng đang ở đầu thuyền đằng kia, nghe thấy tiếng con liền bước tới. "Ê, mày bảo cái gì trắng?" "Ừ, kìa kìa, bố nhìn kỹ xem." Dưới làn sương mờ, một cái gì đó trắng trắng như cái áo dập dềnh theo làn nước đang lờ lững trước mặt hai bố con ông Đăng. Thấy thế thì ông mới giục con: "Nè nè, mày chèo thuyền lại gần á để bố xem nào." Khi cái thuyền được thằng Đăng chèo lại gần thì khiến cho hai bố con nhà nó thất kinh, vì trước mặt bọn họ là một cái xác chết. Người mặc áo trắng, thân thì đang lờ lững ở phía trên, cái đầu cùng với đôi chân thì rủ xuống dưới. Lúc này ông Đăng mới hô to để gọi những người đánh cá xung quanh: "Các bác à, có người chết dưới sông nè, nhanh lại giúp chúng tôi đưa thi thể người ta lên bờ chứ." Đám người kia nghe thấy thì cũng hốt hoảng giật mình. Thế là năm chiếc thuyền xung quanh liền chèo lại phía thuyền nhà ông Đăng. Sau khi xác định đó là xác người chết thật, bọn họ cùng với hai bố con ông nhanh chóng đưa cái xác lên chân đi. Lúc này, dưới ánh sáng sớm của buổi ban mai, cái xác hiện ra trước mặt bọn họ là một người phụ nữ. Khuôn mặt hết một nửa bị cá rỉa cho nham nhở, còn nửa kia thì trắng bệch, trông chẳng khác nào đang đánh phấn. Mái tóc rủ rượi, toàn thân đang có dấu hiệu trương lên so với bình thường, khi mà một số cái cúc áo của cái xác đã bung ra,
ống quần thì căng cứng như bó sát. Mùi tử thi có dấu hiệu phân hủy, làm cho đám người ngư phủ phải bịt mũi lại ngay. Khi đó, một thằng nhanh trí đi vào cái nhà gần bên sông, xin một bó hương đốt rồi cắm xuống đất, làm cho cái mùi hương bay lên ngào ngạt để xua tan đi mùi tử khí. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào mà người dân làng Trình biết tin có người chết ở sông Hồng. Từ các ngõ xóm, người ta túa ra phía bờ đê, rồi chỉ trỏ vào cái xác chết. Ôi, lại chết vì tình rồi trôi dạt về đây. Sao đời người đàn bà cứ khổ mãi như vậy hả? Hở ra một cái là chết vì tình thôi. Phải chém chết hết mấy cái thằng Sở Khanh đi. Một người đàn bà khác lại xen vào. Làng mình ở cuối nguồn, suốt ngày phải chứng kiến xác chết thôi. Mới nửa tháng trước có người chết, đầu tháng này lại trôi có xác trôi dạt về nữa. Có khi làng mình phải đổi tên lành thành là người chết đi. Lão Kim Nát lúc ấy đang cầm chai rượu thì lè nhè. Các bà im đi. Làng này do cụ Nguyễn Công Trứ lập ra, bao đời nay vẫn vậy rồi. Các bà bảo đổi là đổi được sao? Thấy lão Nát trụ nói vậy thì một bà trong số đó cũng không phải dặn vừa, mặt đỏ tía tai, sắn luôn tay áo định ăn thua với lão Kim Nát. Cái loại nát trụ như ông á thì biết cái gì mà bày đặt lên giọng ở đây. Thế là đang chuyện người chết, họ bắt đầu chuyển sang xô xát cãi nhau. Khi ấy ông Nam trưởng thôn đi đến cùng với mấy anh dân quân, trò quát: Nè nè nè, các ông các bà mà cứ lao nhau, tôi bảo dân quân gô cổ lên xã hết bây giờ. Người ta chết phơi xác ở dưới kia kìa, các ông các bà có để yên cho người ta làm việc hay không? Ông Nam cũng thuộc tiếp người đanh thép, nên lời ông nói ra khiến cho mấy người dân đang tranh cãi nhau cũng thấy e sợ. Họ im bặt chẳng dám ho he gì. Lúc đó ông Đăng mới tự sát người phụ nữ kia đi đến chỗ ông Nam. Dạ, báo cáo bác trưởng thôn, là xác của một phụ nữ, chết chắc mấy ngày rồi đó, trông ghê lắm. Ừ, thế các chú vớt lên được lâu chưa? Có dấu vết đánh nhau gì hay không? Hay là tự tử? Dạ, em cũng không rõ được đâu. Bác với mấy chú dân quân lại kiểm tra thử xem. Vậy là ông Nam và đám dân quân lại chỗ cái xác. Nhìn tử trạng cái xác lúc này quá kinh hãi, khiến cho họ lợm giọng, suýt chút nữa nôn tại chỗ đi. Thế nhưng chắc là cũng chứng kiến nhiều cảnh như vậy rồi, nên chỉ sau một lúc trấn tĩnh lại, họ bắt đầu lật trước lật sau, xem xét có vết thương gì hay không. Sau khi làm xong, một người dân quân có vẻ như là đội trưởng dân quân nói với ông Nam: Khả năng lại làm vụ tự tử bất nam à? Chẳng thấy có dấu hiệu gì à? Mấy cái tử thi biến dạng quá, chắc phải nhờ công an huyện người ta về giải quyết thôi. Lần trước cũng mời họ đến, thế mà cũng chỉ làm qua loa. Làm xong rồi báo người làng tự chôn cất. Đó, mấy năm nay chẳng hiểu yêu đương nhằn nhít cái gì mà đám con gái suốt ngày tự tử. Có đứa còn mang bầu mấy tháng nữa chứ. Khổ nổi, xác chết cứ trôi dạt chỉ cuối dòng. Làng tôi lại phải gánh chịu nữa. Thông báo khắp nơi thì chẳng có ai tới nhận. Chồng nằm sáu ngôi mộ vô danh ở ngoài nghĩa địa rồi đó. Khổ lắm, chết rồi mà vẫn phải bơ vơ. Vậy thôi khỏi phải báo công an nữa, cho nó phức tạp. Bác cứ nói với lão Bính á, lấy một cái quan tài rồi chôn cất người ta luôn. Chuyện này đã xảy ra nhiều, cộng thêm làng Trình nằm ở tuốt cuối nguồn hẻo lánh, nên luật pháp ở đây cũng chỉ làm qua loa lỏng lẻo. Có báo lên chính quyền cũng không mấy ai quan tâm. Thế là ông trưởng thôn liền sai mấy thanh niên đi sang nhà lão Bính, lấy một cái quan tài loại ộp ẹp, rồi nhờ người tìm lão Hoành phu mộ ra đây để tiến hành liệm xác cho người phụ nữ xấu số kia. Mọi việc xong xuôi cũng đến tầm gần 9 giờ sáng. Ông Nam cho mọi người đặt cái quan tài lên xe tang để đem ra nghĩa địa. Thế nhưng cái xe vừa lăn được mấy vòng trên con đường đi thì bất giác vang lên một tiếng rầm thật lớn, khiến cho tất cả người dân làng Trình phải hoảng hốt. Không hiểu vì lý do gì mà cái quan tài đang nằm yên trong xe tang cứ thế mà tuột ra rơi xuống đất
một cách lạ kỳ. Vì không phải là làm từ gỗ tốt, cho nên khi vừa mới rơi xuống, cái nắp quan tài bật ra, văng ra một chỗ. Khuôn mặt của người đàn bà xấu số đã bị cá rỉa mất một nửa, liền hiện ra trước mắt mọi người, trông vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh đó, ông Nam lắp bắp: Chú Hoành à, để nắp quan lại nhanh lên. Ở quê, người nào tắm liệm xong xuôi rồi mà lại bật nắp quan tài ra như thế này thì là có điềm báo không hay. Thế nên ông trưởng thôn khi đó sợ lắm. Ông Hoành cùng đám phu mộ của mình nhanh chóng đẩy cái nắp quan tài lần nữa, đóng đinh thật cẩn thận. Thậm chí để cho chắc chắn, bọn họ còn lấy dây thừng buộc quanh cái quan tài để cho nắp khỏi bung ra. Xong xuôi đâu đó, quan tài lại được tiếp tục đặt lên xe, đưa ra ngoài đồng. Thế nhưng cũng như lần trước, mới chỉ lăn bánh được mấy vòng, cái quan lại tuột trôi ra và rơi xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, đám người làng Chình mặt mũi tái xanh tái xám, trông đến phát tội. Rất may là quan tài lần này rơi xuống, cái nắp lại không bung ra. Lão Hoành phu mộ mới nói: Có khi người ta không muốn đi đó bác à, hay là cứ chôn ở đây đi. Nghe đến chôn xác ở trên bờ đi, ông Nam giãy nảy lên: Ôi trời, chú điên sao? Đây là đoạn đê nối làng Chỉnh với làng Đông, chôn ở đây rồi ai dám đi qua nữa. Với lại chôn ở ngoài kia thì thỉnh thoảng còn có người hương khói, ở đây ma nào hương khói cho họ, vậy thì tội nghiệp lắm. Vậy thôi em mời bác, chứ ca này em chịu rồi. Đặt quan tài lên xe tang mà cứ rơi xuống đất như thế kia thì chẳng mấy nó cũng hỏng mà phải thay cái mới đó. Có khi ma quỷ nó làm. Ông Nam cũng trải qua mấy vụ chôn xác chết đuối nên có vẻ cứng lắm. Ông nạt: Ma quỷ cái đất gì, chắc là chỉ đường dốc thôi. Rồi ông quay qua đám thanh niên trong làng: Nè, thằng nào không sợ ma thử đứng sau cái xe tang xem, cứ giữ chắc lấy ở phía sau áo quan đó thì không thể nào rơi rớt xuống khổ xe được nữa. Ông vừa dứt lời thì bốn thằng thanh niên to con vạm vỡ đứng luôn ở đuôi xe, cho cùng với đám lão Hoành khiêng cái quan tài lên. Thế nhưng cũng giống như lần trước, cái quan tài vừa đặt lên sàn của chiếc xe tang thì chẳng hiểu kiểu gì lại trượt xuống một phát, tuột luôn xuống nằm chình ịnh dưới đất như cũ. Mấy thanh niên kia dù cố gắng cỡ nào cũng không thể đỡ lại được. Khi đó lão Hoành mới nhăn nhó: Em đã bảo rồi mà bác không chịu nghe, khả năng người chết họ không có muốn đi đâu. Thôi thì cứ chôn ở đây cho vẹn toàn theo ý của người ta đi. Trời nổi giông gió, mây đen kéo đến ầm ầm như muốn đổ mưa. Ông Nam cũng đành đồng ý với cách làm này. Lão Hoành cùng với đám phu mộ của mình nhanh chóng đào luôn một cái huyệt ngay trên bờ đê và hạ luôn cái quan tài ngay tại đó. Ông Nam lấy mấy nén hương thắp lên, khấn vái cẩn thận, rồi dặn dò với người làng: Thôi thì người ta chết sông chết suối, cuối cùng cũng tìm được nơi an nghỉ. Chúng ta là người sống thì cũng nên giúp đỡ. Thỉnh thoảng ngày rằm mùng một, ai đi qua đây thì tiện thể thắp cho người ta nén hương đi, biết đâu lại được phù hộ mà làm ăn phát đạt, có phải không? Xong xuôi đâu đó thì cũng gần 11 giờ trưa. Đám người làng Chình cũng vì thế mà nhanh chóng giải tán, ai về nhà nấy. Khi bọn họ đã khuất xa thì ở phía bụi tre trên bờ đê cạnh ngôi mộ có một cái bóng trắng mờ mờ, đầu tóc rủ rượi, tự dưng cất lên tiếng cười lanh lảnh, nghe vô cùng đáng sợ. Thế nhưng mọi người lại không chú ý đến điều đó. Và từ đây, những sự bi kịch bắt đầu diễn ra với làng Chình. Sau khi chôn cái xác xong, cha con thằng Khải vẫn đi đánh cá như bình thường. Thậm chí bố con nhà nó còn đánh cá đến tận khuya mới về. Vì thằng Khải là người thu lưới cho nên nó thường về sau. Hôm đó như mọi bữa, nó lại đi cùng cha ra thả lưới. Xong xuôi thì cha nó về trước. Đến tầm khoảng 9 giờ tối, gió từ con sông Hồng thổi vào, khiến cho Khải trung lên cầm cập,
Sau khi cọc thuyền xong xuôi, nó vắt tấm lưới lên vai rồi bắt đầu lò dò đi từ chân đê lên mặt đường đi. Đang đi thì từ đầu bất giác có hơi lạnh thổi vào gáy, làm cho nó buộc miệng cào nhọc. Ủa, gió đâu mà lạnh vậy? Cứ như có ma đó. Lúc này một tiếng cười lanh lảnh tự dưng vang lên bên tai, khiến cho da gà da vịt của thằng Khải bắt đầu nổi lên. Nó quay ngang quay ngửa tìm kiếm, rồi lớn tiếng hỏi: "Ai đó? Nửa đêm nửa hôm ra đây á, định nhắc ma người ta hay sao?" Có lẽ thằng Khải vẫn nghĩ đó là tiếng của người, bởi vì bản thân của nó đánh bắt ở con sông này đã gần chục năm, khi nó mới 10 tuổi. Bây giờ thì đã hơn 18 tuổi rồi. Mọi thứ đối với nó đã quá quen thuộc. Thậm chí cũng có lúc hai bố con đánh bắt cá xuyên đêm mà cũng chẳng gặp cái sự gì. Không ai đáp lại câu hỏi của thằng Khải. Chỉ có tiếng cười ấy vẫn cứ vang lên lanh lảnh, ngày một đáng sợ. Thằng Khải bắt đầu bực mình. Nó quát: "Nè, ai đó? Dọa ma dọa quỷ tôi cũng sợ đâu. Ra đây." Quả thật thằng Khải nói câu đó vì nó không phải là một thằng nhát gan. Nãy giờ nghe tiếng cười đó, da gà của nó chỉ thoáng nổi lên một chút, nhưng nó chưa có vẻ gì là hoảng sợ cả. Khải đứng lại một lúc, thấy không có ai xuất hiện, nó cầu nhau: "Thôi tôi vậy đó, cứ ở đây cho ma nó bắt luôn đi." Dứt lời, Khải toàn bước đi. Thì hỡi ơi, phía trước mặt nó có một cái bóng áo trắng đang đứng lơ lửng, cách nó độ khoảng 20 bước chân. Đầu tóc cái bóng kia rủ rượi, phủ kín khuôn mặt. Một luồng hơi lạnh buốt bất giác chạy dọc theo sống lưng thằng Khải, khiến cho nó lắp bắp: "Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm này ra đây. Tôi nói trước là đừng có dọa tôi nha, vô ích thôi." Khải bắt đầu thấy sợ, hai chân nó hơi run. Nó cố nói để trấn an bản thân. Thì bấy giờ có tiếng của một người con gái vang lên: "Mày thấy xác tao thì xây miếu cho tao đi, tao phù hộ cho." Khải nghe xong câu nói đó, chẳng khác nào mũi kim châm vào da thịt mình. Nó định bỏ chạy, thế nhưng chân nó dường như đang đeo đá, không tài nào nhấc lên được dù chỉ là một bước. Biết là gặp phải thứ không sạch sẽ rồi, Khải lắp bắp: Cô là ai vậy?" "Tao hả? Tao chính là cái người mà mày cùng với đám ngư phủ mới vớt xác lên sáng nay đó." Tại sao lại tìm tôi? Tôi chỉ là người phát hiện ra cô thôi mà. Tôi đâu có giết cô đâu chứ." "Xây miếu cho tao, tao sẽ phù hộ cho mày giàu có." Có vẻ như đã quá sức chịu đựng của Khải, nó ngất xỉu đi lúc nào chẳng hay. Cho đến khi có ánh đèn pin cứ loang loáng, rồi giọng ông Đăng vang lên: "Khải ơi, mày lại chết chấm dúi ở đâu rồi? Về nhà ăn cơm nhanh lên, mẹ mày đang chờ kia kìa." Nhưng không có tiếng đáp lại, không gian tĩnh lặng như tờ. Từng cơn gió từ ngoài sông thổi vào cơ thể ông Đăng, khiến cho ông lạnh buốt. Ông cố gắng quờ quạng cái đèn pin ra bốn phía, nhưng vẫn không thấy một bóng người nào. Một cảm giác bất an tự dưng trào lên trong ông ngay lúc này. Ông cố gắng gọi to một lần nữa: "Nè cái thằng Kỹ kìa, mày ở đâu rồi? Không về á, tao mà tìm được đang chơi bời đàn đúng ở đâu, tao cho no đòn đó." Ông vừa dứt lời thì ở dưới chân, ông cảm nhận có một bàn tay đang nắm lấy cổ chân của mình, khiến cho ông rùng mình. Ông lia đèn pin xuống phía chân, rồi từ từ nhìn xuống. Tim ông như muốn ngừng đập đi. Có một bàn tay ai đó đang sờ soạn cổ chân của ông. Nhìn kỹ thêm một chút, ông thấy người kia cái đầu thì đen thù lùi, thân mình mặc cái áo dài trắng toát bên ngoài cái quần đen. Rồi tự dưng bên tai ông vang lên một tiếng nói khe khẽ: Mà cứu con, cứu con." Giọng nói quen thuộc làm cho ông Đăng giật mình, cũng đồng thời giúp ông lấy lại hồn vía. Khi phát hiện ra tiếng nói đó là thằng con trai,
Ông liền cúi xuống lật khuôn mặt nó lên, thì một khuôn mặt bơ phờ thất thần. Đúng là thằng Khải con trai ông thật. Lúc này ông mới trấn tĩnh mà mắng: Cái thằng này, mày làm gì ở đây? Ông vừa mắng vừa đỡ con lên. Thằng Khải bây giờ đã biết bố bên cạnh nên có vẻ bình tâm hơn. Về nhà đi bố, có gì con kể lại nghe sau. Về thôi, nhanh lên bố ơi. Thế là chẳng hiểu sức mạnh từ đâu mà thằng Khải đã đứng dậy nhanh chóng, rồi hai bố con dắt díu nhau về nhà. Phía đằng sau, cái bóng áo trắng lại hiện ra, rồi nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị. Ánh mắt thì phát ra những tia đỏ rực, trông vô cùng hung tàn. Về nhà cũng gần bờ đê, cho nên khoảng 7-8 phút thì hai bố con đã có mặt ở nhà. Vào đến sân, ông Đăng giục con: Mày ra chiến rửa mặt mũi chân tay đi, cho vào nhà kể cái gì thì kể. Thằng Khải liền làm theo. Có vẻ như những dòng nước mắt cũng giúp cho nó bình tĩnh hơn hẳn, không còn cái vẻ lo sợ nữa. Bà Thu mẹ thằng Khải cũng vừa bước ra mà than thở: Ai, thiệt tình cái thằng này, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Đi đâu thì cũng phải để ý chứ. Tao với bố mày với cả con Hồng đợi cơm mãi chẳng thấy mày về. Thế là có cái chuyện gì mà mặt mũi tái mét vậy con? Dạ, con gặp ma mẹ ơi, trông đáng sợ lắm. Câu nói của Khải làm cho bà Thu với con Hồng có chút ngạc nhiên. Thế nhưng ông Đăng mặt lạnh tanh mắng con: Thiệt hết nói mày nè, vừa rồi cứ tưởng mày gặp cái con gì quảng sợ không nói nên lời, hóa ra là gặp ma sao? Nè, tao với mày làm cái nghề chạy lưới bao nhiêu năm mà có gặp ma quỷ gì đâu. Hơn nữa lúc ra đó chỉ thấy mày nằm bò lê bò cạn dưới đất, đâu có ma có gì đâu chứ. Thật mà bố, con ma đó là cái người mà bố con mình mới vớt xác sáng nay đó. Cô ta còn bảo là nếu mà xây miếu cho cô ta thì nhà mình sẽ được lộc nữa. Đấy, từ sáng tới giờ tôi cứ thắc mắc làm sao mà bao nhiêu người đánh cá dưới sông như vậy mà không gặp cái xác chết kìa. Ấy vậy mà bố con ông lại gặp. Mà cái kiểu này có khi lại hợp bóng hợp vía gì rồi cũng nên. Còn chuyện xây miếu thì cứ bình tĩnh, đâu phải ai chết cũng được xây miếu đâu. Ông Đăng chỉ nói qua quýt: Thôi bà làm gì thì làm, tôi thì chỉ biết lo đánh cá kiếm ngày đủ ba bữa thôi, chứ tôi chẳng tin có ma quỷ gì đâu. Nè thằng Khải, mai con ở nhà, tao dẫn mày qua nhà thầy Bùng ở làng Đông xem sao, chứ chẳng may bị ma nhập bắt mất vía thì xong đời đó con. Thằng Khải với con Hồng nghe bố mẹ nói vậy thì cũng chẳng biết nói gì thêm, cứ im lặng ăn cho xong bữa cơm. Dọn dẹp xong xuôi cũng gần 10 giờ khuya, cả nhà lại leo lên giường đi ngủ. Đó cũng là thói quen hàng ngày của một gia đình lao động chân tay mệt nhoài cả ngày như nhà thằng Khải. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay nó leo lên giường rồi mà chẳng tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là y như rằng cái khuôn mặt trắng bệch với một bên bị cá rỉa của người phụ nữ kia là hiện ra trong vô cùng gớm ghiếc. Thế rồi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ thổi tới, khiến cho nó rùng mình, trong khi nhà thì đóng cửa im ỉm hết rồi. Quái lạ, đóng cửa hết rồi mà sao lại có gió vậy? Khải đang thắc mắc thì bàn chân của nó lại cảm thấy lạnh lạnh, rờn rợn, giống như ai đó đang vuốt ve. Và rồi không hiểu từ đâu, những giọt nước lạnh lẽo cứ thế mà nhỏ vào người nó, nghe tông tổng đến đáng sợ. Thằng Khải cố trướng người lên để xem ai đang vuốt chân và nước ở đâu nhỏ vào người nó, nhưng vô ích. Toàn thân nó lúc này giống như đóng băng, không thể nào cử động được. Khải bực bội, cố gắng lay hoay để thoát ra khỏi cái cảm giác khó chịu đó. Thì bất giác đối diện với nó lúc này chính là khuôn mặt trắng bệch bị cá trị mất một nửa của cái người phụ nữ đuối nước sáng nay. Cô ta nhìn Khải chăm chăm, rồi vén lên cái nét cười ma mị đáng sợ trên cái miệng không lành lặn.
quá kinh hãi, thằng Khải cố gắng thét lên. Nhưng một bàn tay lạnh như ngâm đá đang bóp lấy cổ nó, không cho miệng của nó phát ra thành lời. Nó cứ ú à ú ớn rồi chìm vào hôn mê lúc nào không hay. Và trong lúc bất tỉnh đó, thằng Khải dường như bị lạc vào một thế giới khác, một thế giới không phải của con người. Bởi vì những người nó gặp trên đường đều bị cụt tay, cụt chân, thậm chí có cả những người cụt cả nửa thân trên, chỉ còn hai cái chân mà vẫn đi lại bình thường được. Khải chứng kiến cảnh ấy thì muốn thét lên lắm, nhưng cổ họng của nó đã bị chặn lại, không thể nào thốt ra được thành lời. Một cảm giác bất lực vây quanh, bàn chân nó cứ thế mà bước đi một cách vô định, cho đến khi nó gặp người phụ nữ bị cá rỉa nửa mặt kia. Nhìn thấy người phụ nữ đó, Khải sợ hãi muốn quay lại nhưng không được. Dường như có một thế lực nào đó ngăn cản nó làm điều này. Bỗng nhiên bên tai Khải văng vẳng lên tiếng nói ma mị đến đáng sợ. Muốn đi đâu? Mày phải ở lại đây với tao. Tiếng nói đó như có sức mạnh thôi miên, khiến cho thằng Khải không bước đi được nữa. Nó đứng lại như chờ người phụ nữ kia nói tiếp điều gì. Lúc này cô ta bỗng nhiên hóa thành xinh đẹp, khuôn mặt hết gớm ghiếc. Ả cất tiếng nói trầm trầm đục đục. Xây miếu cho tao, xây miếu cho tao. Tao phải có miếu để tu luyện và giết cả nhà chúng nó. Tiếng cười như điên như dại của ả ta xoáy sâu vào màng nhĩ của thằng Khải, khiến cho đầu óc nó quay cuồng, giống như bị ai đánh vào gáy. Nó muốn hét lên lắm nhưng không hét ra tiếng được. Thế rồi bên tai có tiếng gọi quen thuộc cất lên, át đi cái tiếng cười gây hoảng sợ kìa. Khải, Khải à, dậy đi con, làm cái gì mà ú ớ vậy? Là bà Thu, mẹ của Khải. Tiếng gọi của bà giúp nó mở choàng mắt ra. Trời cũng đã sáng, bên tai Khải không còn tiếng cười ma mị nào nữa, thay vào đó là tiếng chim ríu rít chào đón bình minh. Cảm giác sợ hãi cũng tan biến đi, khiến cho thằng Khải lúc này bình tâm hơn. Con vừa gặp ác mộng xong, nhưng mà không sao đâu mẹ. Bằng sự nhạy bén của một người mẹ, bà Thu cố gắng gặng hỏi. Có phải con nằm mơ lại thấy cái người mà con phát hiện chết đuối ngày hôm qua không? Dạ. Sao mày biết con gặp cô ta? Mày soi gương thử xem. Ánh mắt của con thâm quầng lên hết rồi, mặt thì nhợt nhạt khí sắc. Mẹ nghe người ta nói như thế, chắc chắn là mơ thấy mấy cái thứ không sạch sẽ. Thằng Khải liền chạy ra khỏi giường, đến đứng trước cái gương. Và quả thật khuôn mặt nó hốc hác tiều tụy, mắt thì dường như trắng giả ra, xung quanh đều hiện rõ cái quầng thâm đen xị. Con Hồng thấy vậy thì trêu đùa. Anh Khải sao một đêm mà mất vẻ đẹp trai rồi? Thế này thì ai thèm yêu chứ. Khải định véo tai nó một cái, nhưng bà Thu đã kịp ngăn lại. Thôi, tranh thủ ăn sáng đi, rồi sang làng Đông tìm thầy Bùng, không kẻo nắng đó. Thật sự thì sau giấc mơ đêm hôm qua, thằng Khải vẫn có một cái gì đó hơi lo lắng. Nhất là người phụ nữ kia cứ bắt nó xây miếu. Mà cái việc xây miếu đâu có đơn giản, công việc của các cụ cao niên trong làng, chứ cái dạng trẻ tuổi như nó thì chưa có đến phần. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, thằng Khải lấy xe đạp ra, lóc cóc chở mẹ nó sang làng Đông để gặp thầy Bùng. Con đường đi sang đó phải đi qua con đê của làng, tức là phải đi qua cái ngôi mộ của người phụ nữ xấu số kia. Nghĩ đến đó, bất giác thằng Khải có chút rùng mình, chân nó cố đạp nhanh hơn. Thế nhưng người tính đâu bằng trời tính, chẳng hiểu hòn gạch ở đâu xuất hiện giữa đường, làm bánh xe của thằng Khải bị trật khi cán ngang qua. Chiếc xe đang đi nhanh mất đà loạng choạng ngã xuống, làm cho hai mẹ con cũng té theo, lăn mấy vòng trên mặt đi. Và chẳng hiểu bằng cách nào, thằng Khải lại lăn đến đúng cái ngôi mộ của người phụ nữ chết đuối ngày hôm qua. Quá sợ hãi, nó toan đứng dậy, nhưng dường như có một bàn tay lạnh buốt nào đó cứ nắm lấy cổ chân nó,
rồi tiếng nói văng vẳng cất lên. Nhớ xây miếu cho tao đó. Tiếng cười đó làm cho thằng Khải cứng đờ ra, không thể nào đứng dậy được. Bỗng nhiên nó cảm nhận có ai đó vỗ vai mình. Nè, dậy đi con, mắt mũi để đâu không biết nữa, hòn gạch nó to như vậy mà không thấy sao? Dường như tiếng gọi của bà Thu đã kéo nó về thực tại. Nó đứng lên, khuôn mặt hốt hoảng chạy lại lấy cái xe, cho không ngừng dục. Đi đi, đi, đi nhanh lên mày. Bà Thu thấy ngôi mộ trước mặt cùng với thái độ của thằng con thì cũng hiểu ra đôi ba phần. Bất giác bà cũng thấy lạnh sống lưng. Thế là bà cùng với thằng con trai lại tiếp tục hướng thẳng sang làng Đông. Trong lòng hai người chất chứa bao nhiêu sự hoang mang. Khải đạp vã cả mồ hôi. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng có mặt trước nhà thầy Bùng. Quả thật là thầy có tiếng nó khác, cứ tấp nập kẻ ra người vào, chẳng biết đâu mà kể. Hai mẹ con bà Thu phải đợi một lúc lâu thì mới tới lượt. Vừa nhìn thấy thằng Khải, thầy Bùng đã thốt lên. Thôi chết rồi, thằng bé này đi đứng kiểu gì mà nhiễm âm khí nặng vậy con? Cả hai nghe thấy thì giật mình, bắt đầu kể lại câu chuyện vớt được xác người phụ nữ đuối nước. Nghe xong, thầy Bùng lấy tay ra bấm bấm như kiểu tính toán gì đó, cho nói: có phải con ma nữ đó bắt con làm một việc gì cho nó có đúng không? Dạ dạ, nó bắt con xây miếu thờ cho nó thề. Thầy Bùng tự dưng nghe trùng mình một cái, rồi thầy lấy mấy thẻ nhang thắp lên điện, gieo quẻ âm dương. Gieo quẻ xong, mặt thầy thẫn thờ nói: ôi, phải xây cho nó thôi, chứ nếu mà không, e rằng tính mạng con trai bà khó giữ nổi đó. Bà Thu cùng thằng Khải mặt nghệch ra, chưa hiểu thầy muốn nói điều gì. Con ma này nó chết oan, số nó chưa tận đâu, nên oán khí nó mạnh lắm. Tôi nghĩ nhà bà phải giúp nó thực hiện tâm nguyện đi, không thì nó sẽ bám riết đi thằng bé, lúc đó khó đảm bảo được an toàn. Nhìn xem, mới có vài hôm thôi mà thằng này thần sắc nó đã như thế này, chẳng phải do nó làm ra hay sao? Nghe tôi đi, cứ xây cho nó, biết đâu lại gặp phúc chứ chẳng phải họa đâu. Thế bây giờ phải xây như thế nào? To hay bé? Rồi vào ngày nào được hả thầy? Để coi, ngày kia đi, có thể làm được, vì là ngày hoàng đạo rất tốt cho khởi công. Cho địa chỉ đi, đúng sáng ngày kia tôi sang làm lễ cho. Bà Thu liền xin thầy một tờ giấy và ghi địa chỉ của mình ra, sau đó xin phép ra về. Nhìn bóng hai mẹ con bà Thu khuất dần, những giọt mồ hôi từ trên trán của thầy Bụng cũng túa ra lúc nào không hay. Từ đằng xa phía cổng nhà thầy, hai mẹ con bà Thu lại chở nhau về trên chiếc xe đạp. Thế nhưng mà trên chiếc xe không chỉ có hai người, vì ngồi sau bà Thu là một cái bóng trắng. Nó quay mặt nhìn vào thầy Bùng đang đứng ở ngạch cửa, rồi nở một nụ cười quỷ dị trông đáng sợ vô cùng. Thầy Bùng trông thấy thì chỉ biết lắc đầu. Làm như thế này thì lại tiếp tay cho quỷ, nhưng không làm thì nó đánh mình chết. Nó mới chết nhưng lại chết vào chợ linh, mình không đủ sức tiêu diệt được rồi. Sau khi xem bói xong xuôi, bà Thu về bàn với chồng. Lúc đầu ông Đăng cũng không đồng ý đâu, nhưng nhìn thằng con chỉ sau một ngày mà khuôn mặt hốc hác đi thấy rõ, ông bắt đầu chùn bước. Và rồi cuối cùng cũng chấp nhận cái việc xây miếu cho con ma nữ kia. Ông Đăng sang nhà ông Nam trưởng thôn xin ý kiến, thì ông ấy nói: tôi cũng không phải là người mê tín, nhưng mà chú đã nói vậy rồi thì tôi cũng đồng ý. Dù gì có xây thêm một cái miếu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới làng sớm cả, biết đâu nó còn phù hộ cho làng mình phất lên giàu có. Quan trọng là thằng Khải con của nhà chú, nếu đúng như chú nói thì nguy đó. Cứ làm nhanh đi, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ông trưởng thôn vốn tính nhiệt tình, nhưng lại càng nghĩ, thấy cái gì tốt cho làng thì làm,
chứ chẳng nghĩ tới hậu quả về sau. Được lời này của ông trưởng thôn, ông Đăng mừng lắm. Vì ông mà tự ý làm, tới khi bị dân làng phản đối thì lại phiền phức ra. Có ông trưởng thôn chấp thuận, nó sẽ dễ dàng hơn. Thế là ngay ngày hôm đó, ông Đăng cho gọi người để chở gạch xi măng, cát ra phía bờ đê gần ngôi mộ. Đồng thời đi thuê thợ về để sáng ngày kia sẵn sàng khởi công. Rồi ngày đó cũng đến, thầy Bùng cùng đám người nhà ông Đăng và đám thợ dắt díu ra ngôi mộ mới chôn kia để làm lễ khởi công. Xong xuôi đâu đó, thầy Bùng mới nói: Tôi đã cúng bái các thứ xong xuôi rồi, việc còn lại là của gia đình, tôi không xen vào nữa nghe. Ông Đăng mời thầy ở lại ăn cơm và đưa cho ít tiền, nhưng thầy dứt khoát đều từ chối. Gặp mọi người ở đây là cái duyên thôi, đừng có làm gì quá cầu kỳ phức tạp. Thôi, tôi xin phép. Rồi thầy lên xe đạp, chạy luôn về nhà. Bên tai thầy vẫn còn văng vẳng tiếng cười, nghe như từng mũi kim châm vào óc. Tốt lắm, mày biết điều như vậy là tốt lắm đó. Vì cái miếu cũng không phải là to, chỉ cần vừa đủ chỗ đặt cái bài vị và bát hương bên trong, nên trong 2 ngày đã hoàn thiện xong xuôi. Nhiều người làng Trình chứng kiến vợ chồng ông Đăng xây miếu cho người chết không quen biết thì tỏ ra ngạc nhiên lắm. Thế nhưng chuyện nhà người ta, họ cũng chỉ bàn tán, đoán già đoán non một ít rồi thôi. Còn về phần thằng Khải, sau khi xây xong miếu, dường như nó lấy lại được sinh khí, trong thần sắc trắng trỗi hơn hẳn. Bà Thu thấy vậy thì mừng lắm. Bà nói với chồng: Đó ông xem, từ hôm xây miếu đến giờ, trông thằng Khải khác hẳn, sáng sủa ra đó. Đã thế tôm cá ông bắt đó, bán đắt đến nỗi cá vụn còn không có mà ăn nữa. Chẳng bù cho mấy hôm trước, ngồi mòn quần ở chợ mà cũng chẳng bán được bao nhiêu. Nhìn mọi việc thuận lợi như thế mà tôi bảo ông xây miếu ông cứ cản thôi. Thì biết đâu được, mà đây chỉ là mới khởi đầu thôi, còn phải chờ xem sau này như thế nào đã. Cuối cùng cái miếu cũng đã xong. Ông Đăng bà Thu cảm thấy vui mừng lắm, bởi vì về mặt tâm linh, vợ chồng ông bà cũng làm trọn vẹn. Còn thằng Khải thì rõ ràng đã khỏe khoắn hơn nhiều. Thế là hai bố con lại tiếp tục những tháng ngày lênh đênh trên sông, đánh bắt cá kiếm kế sinh nhai. Cho đến một ngày kia, cũng như mọi hôm, hai bố con bắt cá đến tận 8 giờ tối. Thằng Khải khi kéo lưới lên thì thấy cái gì nặng nặng, liền vui vẻ nói với bố: Bố bố, quả này cá to rồi, chắc phải chục ký chứ chẳng ít đâu. Ông Đăng cũng tò mò chạy tới bên con, cầm cái lưới kéo lên quan sát. Quả thật nó nặng trĩu tay. Tưởng rằng có cá lớn, hai cha con mới hì hục kéo lên, nhưng đó lại là một cái lư hương khá to. Ông Đăng lấy đèn pin sôi sôi thì thấy một màu vàng sáng lấp lánh lóe lên. Ông tiếp tục lấy miệng mà cắn cắn, rồi khe khẽ nói cho hai bố con đủ nghe thấy thôi: Đổi đời rồi, là vàng đó, là vàng chứ không phải là đồng. Trời ơi, vàng hả bố? Có đúng là vàng thật hay không? Mày nói nhỏ thôi, mấy cái thuyền kia người ta chưa có về đâu. Thế là hai bố con ông Đăng giấu nhẹm cái lư hương bằng vàng kỹ trong ghe, rồi vẫn tiến hành công việc thu lưới như bình thường. Xong xuôi đâu đó, cả hai lục tục kéo nhau ra về. Khi đi qua chân đê, chẳng hiểu từ đâu lại vang lên một tiếng nói văng vẳng bên tai của thằng Khải: Xây miếu cho tao thì tao cho của. Mặc dù giọng nói không có gì hăm dọa, nhưng vẫn khiến cho thằng Khải sợ hết cả gai ốc lên, vì nó biết đó không phải là tiếng của một người mà là của ma quỷ. Nó cố gắng bước đi thật nhanh và giục ông Đăng: Nhanh lại bố ơi, hình như nó lại xuất hiện nữa rồi đó. Ông Đăng có lẽ không hợp vía với ma nữ kia, nên ông không cảm nhận được sự xuất hiện của nó rõ rệt như thằng Khải. Thế nhưng nghe con nói vậy, ông cũng rảo bước cho nhanh, vì bản thân ông linh cảm được việc kéo được cái lư hương bằng vàng kia không phải là ngẫu nhiên, mà nhất định có bàn tay của ai đó giúp đỡ. Vậy là hai bố con rảo nhanh bước về nhà,
Nhìn thấy cả hai, bà Thu liền hồ hởi ra đón. Hôm nay có món chân giò giá cầy mà ông thích đó. Ông Đăng ngó trước ngó sau rồi mới khe khẽ đủ cho vợ nghe thấy. Nè, nhặt được vàng rồi, nhà mình giàu to rồi. Ông vừa nói vừa đưa cái lư hương vàng vàng ra trước mặt vợ. Ánh vàng chói lóa làm cho bà Thu bỗng chốc trở nên hoa mắt, rồi dường như ý thức được việc nhặt được vàng là một việc may mắn, nhưng không nên để cho người ngoài biết. Bà chạy ra ngoài đóng cái cổng tre nhà mình cho thật chặt, sau đó mới kéo ông vào trong bếp. Dưới ánh đèn sợi đốt đỏ quạch, bà lên tiếng hỏi: Thế nhặt được ở đâu chị? Thằng Khải mau miệng: Hai bố con kéo dưới sông lên đó mẹ, mà hình như là do người phụ nữ kia phù hộ đó. Bà đó thiên thật, bảo xây miếu xong là sẽ cho lọc con. Bà giữ đúng lời hứa rồi. Để ngày mai bố nghỉ một buổi đánh cá, lên phố huyện bắn thử xem, có khi được nhiều tiền tôi bỏ luôn cái nghề đánh cá. Thức đêm thức hôm mà chẳng biết bao giờ mới khá lên được. Bà Thu cũng gật đầu đồng ý, rồi cầm lấy cái lư hương bằng vàng trên tay ông Đăng, ngắm ngắm nghía nghía. Trong bãi lúc này có vẻ chìm đắm trong đó lắm. Còn hai bố con ông Đăng thấy bà Thu như vậy thì cũng mặc bà mà đi cất lưới rồi ra giếng tắm rửa. Đêm hôm đó, thằng Khải lại tiếp tục nằm mơ và thấy người phụ nữ chết đuối kia. Nhưng lần này nó lại không sợ nữa, mà là một cảm giác khoan khoái dễ chịu, vì nó biết rằng người phụ nữ kia đang phù hộ cho nhà nó chứ không có ý làm hại. Tiếng cười của cô ta cứ cất lên lanh lảnh: Nhà mày chịu khó thắp hương thờ cúng tao, tao sẽ cho nhà mày hưởng lộc còn nhiều hơn thế nữa. Thế rồi cái thân ảnh ấy cứ mờ dần ngay trước mặt thằng Khải. Và ngay trong nó lúc này cũng đang dâng lên một niềm sung sướng. Bỗng dưng nó mở mắt ra, không gian căn nhà của nó vẫn đen kịt, trời vẫn tối. Nó đưa tay lên bấm cái đồng hồ điện tử Casio màu đen thì thấy mới hơn 4 giờ. Tự dưng tâm trạng của nó bồn chồn, mong cho trời thật nhanh sáng. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc đi theo bố đánh cá, nó lại mong trời nhanh sáng đến như thế. Nó cũng giống như bố mẹ nó, mong sớm có thể mang cái lư hương bằng vàng kia lên phố huyện để bán lấy tiền. Khi đó nhà nó sẽ có rất nhiều tiền, nó cũng không còn phải chịu cái cảnh tối tăm mù mịt, suốt ngày đâm đầu vào mấy con cá nữa. Rồi nó sẽ đổi đời, có thể sẽ lấy được vợ nữa. Nghĩ đến đây, niềm sung sướng của nó lại dâng lên tột cùng. Và rồi cuối cùng ánh bình minh cũng khẽ chiếu qua ô cửa sổ nhà nó. Tiếng gà gáy, tiếng chim hót líu lo, báo hiệu một ngày mới đã đến. Ông Đăng đã bật dậy, mặc quần áo dài và lấy cái túi đựng lư hương đi ra giữa cửa. Thấy bố, thằng Khải mới hỏi: Bố lên phố huyện sao? Chứ con đi cùng với bố nữa nghe. Thấy đánh răng rửa mặt nhanh lên, dù gì hai bố con đi cũng tốt hơn là một mình. Vậy là thay vì đi đánh cá như mọi hôm, hai bố con ông Đăng lên phố huyện. Mặc dù mới sáng sớm, nhưng phố huyện đông đúc náo nhiệt lắm. Ông Đăng đã lâu rồi không đến những chỗ ồn ào, cho nên khá dè dặt. Và hơn nữa trong túi của ông lại là một cục vàng. Sau một hồi suy nghĩ, cả hai đến chỗ hiệu vàng để bán. Người chủ tiệm vàng nhìn thấy cái lư hương, biết chắc chắn là đồ quý giá, liền đặt lên bàn cân rồi ngã giá ngay. 1 tỷ đồng. Nếu ông đồng ý thì tôi xuất tiền luôn. Vào cái thời đó, 1 tỷ đồng là một gia tài vô cùng khổng lồ. Thậm chí nhiều người còn chưa nghe đến 1 tỷ đồng bao giờ. Cái giá đó làm cho ông Đăng có phần bất ngờ, hay nói cách khác là ông bị choáng. Cái gì? 1 tỷ sao? Tôi có nghe nhầm hay không? Đúng rồi, 1 tỷ là vì cái lư vàng này nó còn là một món đồ cổ nữa. Nếu mà tôi nhìn không lầm được thì nó có từ thời nhà Lê, cách đây gần 400 năm rồi.
Nghe thì nghe vậy thôi, chứ dù có 1000 năm đi chăng nữa, bố con thằng Đăng cũng đâu có để ý. Cái quan tâm của bọn họ là số tiền kia kìa, nó quá nhiều. Trong phút chốc mà gia đình của họ đã là chủ của một số tiền lớn. Ông chủ vàng biết là số tiền mặt nhiều như vậy nên cho bọn họ một cái thùng cạc tông để đựng, và cũng là một cách để ngụy trang, để cho bọn họ tránh phải tai mắt của bọn cướp đường, cướp chợ quanh phố huyện này. May mắn là cuối cùng số tiền đó cũng đưa được về nhà. Và cũng từ giây phút đó, nhà ông Đăng bà Thu chính thức đổi đời, bước sang một trang mới. Căn nhà ộp ẹp rách nát ngày xưa bây giờ đã được chuẩn bị thay bằng một cái nhà gạch ngói 3 tầng. Rồi cả công việc đánh cá bố con ông Đăng cũng không làm nữa, thay vào đó là đi thu mua cá của đám chài lưới của làng, rồi đem lên chợ huyện bán lại. Dân huyện họ thích cá sông Hồng lắm, thế là 1 đồng thành 4 đồng lời. Tiền đẻ ra tiền, gia đình cứ thế mà phất lên một cách nhanh chóng. Khi mà ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông Đăng đứng sừng sững giống như một mình một thế giới ở làng Chỉnh, nó được hoàn thiện, thì cũng là lúc những sự lạ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là những sự kiện xảy ra với đám trẻ con hay trốn bố mẹ ra ngoài chơi vào ban đêm. Một buổi tối nọ, lũ trẻ đang chơi ở ngoài gốc đa đầu làng. Tới tầm khoảng 10 giờ, trời bắt đầu xuất hiện những làn sương mù dày đặc. Sương xuống làm cho đám trẻ con thấy lạnh, định giải tán ra về, thì chẳng hiểu làm sao từ đâu xuất hiện một thân ảnh màu trắng lù lù đi lại phía chúng nó, rồi quát lên: "Chúng mày phải ở lại đây chơi, về thì tao đập chết đó." Sau câu nói là một tiếng cười lanh lảnh phát ra đinh tai nhức óc, khiến cho lũ trẻ con khiếp sợ giấm gió, giống như những con mèo bị nhúng xuống nước. Thế rồi chúng giống như những cái máy, cứ thế mà xếp thành một hàng dài, tay đứa này đặt lên vai đứa kia, chạy quanh gốc đa. Cả lũ chúng nó vừa chạy vừa hát lên bài đồng dao ma mị: "Con vội con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt, tôi xin kể nốt cái chuyện con voi." Thân ảnh áo trắng nhìn mấy bọn trẻ con đang chơi như vậy thì cười lên những tiếng hả hê vui vẻ. Và rồi từ đâu, những con chim lợn bay đến đậu trên đỉnh cây đa, kêu lên en ét, nghe rợn người vô cùng. Lũ trẻ bên dưới thì giống những cái xác không hồn, cứ vậy mà chạy vòng quanh cây đa cổ thụ. Mặt đứa nào đứa nấy trông hớn hở thật đó, nhưng cũng cứng đờ kỳ dị, chẳng khác nào con robot bị người ta bắt cười, bắt nói cả. Đến khi có lẽ đã mệt quá, chúng nó gục luôn ở gốc cây đa lúc nào không hay. Thân ảnh áo trắng kia vẫy tay một cái, tức thì lũ chúng nó như có ai nhấc bổng lên mà đặt vào những cành đa ở phía tít trên gần ngọn cây. Lạ lùng là lũ trẻ cứ nằm yên như thế trên tán đa, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, chẳng có đứa nào rớt xuống, dù cành đa không phải to lớn đủ để có thể chịu được sức nặng của chúng nó. Lúc này bố mẹ đám trẻ con thấy con mình chơi mãi không về thì bắt đầu túa ra đi tìm. Tiếng gọi, tiếng kêu gào thảm thiết tên con cứ vang lên, làm náo loạn cả làng Chỉnh giữa ban đêm. Thế nhưng cho dù có tìm như thế nào thì cũng không thấy bọn trẻ đâu. Có người sợ con mình bị kẻ xấu bắt cóc thì bắt đầu gào lên: "Con ơi là con, con đi đâu rồi mà khuya rồi không về nhà? Hay là lại bị đứa nào bắt đi rồi hả con?" Từ 1 rồi 2 người, sau đó những tiếng khóc não nề nối nhau, càng làm cho làng Chỉnh trong phút chốc trở nên ngột ngạt, hoang mang khó chịu. Bỗng dưng có một ông cụ tầm ngoài 80 tuổi bước ra trước mặt đám người mà nói: "Tình hình này đó, có khi mà nó giấu bọn trẻ rồi. Các anh các chị thật là tắc trách, hơn 10 giờ đêm rồi mà vẫn cho con cái ra ngoài chơi vậy.
Người vừa nói là cụ Lăng, cụ cao niên ở trong làng Chỉnh. Cụ được mọi người kính nể lắm, vì thời còn trẻ cụ từng là một ông giáo. Mặc dù không phải là người giỏi thuật bói toán hay tâm linh, nhưng đối với mọi sự cụ Lăng cũng tỏ tường đôi chút. Nghe thấy cụ nói như vậy thì một người đàn ông mới nhốn nháo: "Thì sao cụ biết là chúng nó bị ma giấu hả cụ?" "Các người có thấy những vết chân trẻ con chạy quanh gốc đa kia hay không?" Cụ già vuốt chòm râu rồi chỉ xuống đất. Thế là cả đám mới xô đèn pin vào chân gốc đa. Quả thật là ở xung quanh có những vết chân nhỏ dày đặc. Ngày đó chủ yếu là đường đất chứ không có đường bê tông như bây giờ, nên vết chân của bọn trẻ con hiện ra rõ lắm. Người đàn ông kia dường như vẫn chưa tin mà hỏi lại: "Cũng chỉ là vết chân của chúng nó chơi bình thường mà cụ, có gì đáng ngạc nhiên đâu ạ." "Nhưng đâu có vết chân nào đi ra khỏi cái vòng đó có đúng không? Ta nói cho anh biết, rất có thể những đứa bé đó đang ở trên những cành cây đa kia kìa." Mọi người liền lia đèn pin lên cây đa, nhưng không thấy bất cứ đứa trẻ nào cả. Khi ấy lại quay xuống nhìn ông cụ bằng ánh mắt thất vọng. Cụ lại nói tiếp: "Đã nói là ma giấu thì dù có tìm như thế nào cũng không nhìn thấy được đâu. Chỉ còn một cách là dùng nước tiểu của trẻ con rồi bôi lên mắt thì mai chẳng mới thấy được." Người đàn ông kia thấy cách làm của cụ chưa nghe qua bao giờ, nhưng thực tế ra bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Thế là anh ta mới bắt con của mình tè luôn tại chỗ, rồi lấy nước tiểu mà bôi vào mắt. Sau khi làm xong, anh ta lia đèn pin lên trên cây đa, thì quả thật là có một đám trẻ con đang nằm vắt vẻo trên mấy cành cây ở gần trên ngọn. Lúc này mới lắp bắp nói: Trời ơi, bọn trẻ con đang trên kia kìa, mọi người đều bôi nước tiểu lên mắt đi, sẽ thấy được thôi." May mắn là còn những đứa trẻ quá nhỏ, chưa có tự đi chơi được, mà để ở nhà cho bố mẹ cũng không yên tâm, cho nên đưa cả chúng đi theo tìm anh chị của chúng. Đám người làng nhanh chóng đã có nước tiểu của trẻ con bôi lên mắt mình. Khi bôi xong và lia đèn pin lên tán đa, quả thật họ thấy đám trẻ con đang nằm đó. Mặt ai cũng tái đi vì sợ. Mấy người đàn ông có lẽ vì tình phụ tử thiêng liêng, đã không quản ngại vất vả mà trèo lên cây đỡ con mình xuống. May mắn là tất cả đều còn sống. Theo lời cụ Lăng chỉ bảo, bọn họ lại lấy cành dâu nhúng vào nước tiểu rồi vẫy lên người chúng. Được khoảng 10 phút thì chúng bắt đầu tỉnh lại, hoảng loạn ôm chầm lấy bố mẹ mình mà khóc nức nở: "Ma, có ma bắt chúng con à, sợ, con sợ lắm, về nhà thôi." Khi mà bọn trẻ con vừa dứt lời thì từ bốn phía bỗng dưng xuất hiện những tràng cười ma mị, nghe buốt đến tận ốc. Thế vậy, người đàn ông đầu tiên dùng nước tiểu trẻ con bôi vào mắt đứng dậy quát: "Cái thứ quỷ ma kia, có giỏi thì ra đây, dám bắt cháu trẻ con trong làng, đúng là lộng hành quá thể mà." Có vẻ như anh ta cũng thuộc loại cứng vía nên chẳng hề sợ hãi gì. Thế nhưng khi lời anh ta vừa dứt thì từ đâu xuất hiện một cơn gió, kéo theo sau là một cái bóng trắng loang loáng lao về phía anh ta. Cái bóng giơ tay vả bơm bớp vào mặt, khiến cho mũi miệng anh ta học ra những dòng máu đỏ tươi. Quá sợ hãi, đám người đồng loạt quỳ xuống kêu van: Xin hãy tha cho, chúng tôi chỉ là người trợn mắt thịt thôi, xin hãy tha cho chúng tôi đi mà." Đám người cứ thế vái lại như thế sao, cho đến khi không thấy hiện tượng gì xảy ra nữa, cụ Lăng mới nói: "Đã bỏ đi rồi, thôi đứng dậy hết cả đi. Nhớ đêm hôm đừng cho trẻ con ra ngoài đó. Hôm nay như vậy là còn nhẹ, chứ chẳng may có khi mất mạng như chờ đó." Đám người vân vân dạ dạ rồi kéo nhau đi về. Một đêm âm u cứ thế trôi qua, lạnh lùng như quy luật vốn có của nó. Tiếng chim lợn cứ en ét kêu lên từng hồi, như lời cảnh báo tai ương mà làng Chỉnh chuẩn bị trải qua. Cũng từ đó, cứ khoảng bắt đầu từ 9 giờ đêm,
Không biết từ đâu, khắp làng Trình xuất hiện những tiếng cười, tiếng nói ma mảnh đến ghê rợn, khiến cho nhiều nhà sợ hãi tắt điện đi ngủ sớm, cũng không dám bước chân ra ngoài ngõ, dù chỉ là một bước. Thế nhưng không phải ai cũng có thể khóa cửa kê cao gối trong nhà. Vẫn có kẻ phải đánh liều ra đường để làm công việc quen thuộc hàng ngày của mình. Đơn cử như thằng mảnh nghiện của làng Trình. Nó nghiện xì ke từ lâu rồi, nhưng bố mẹ thương, sợ nó khổ, cứ để ở nhà. Hôm nay cũng như bao ngày, thằng Mảnh lại tính mò đi kiếm chỗ chích. Bố mẹ nó can ngăn đừng nên ra ngoài vào buổi tối. Thế mà nó vỗ ngực đôm đớp rồi tự hào rằng: đã nghiện rồi mà còn sợ đất gì ma nữa, tôi chốc nó một mắt đó. Thế là thằng nghiện cứ thế mà đi tới chỗ bờ đê của làng tìm kiếm thiên đường. Trong cơn phê pha, nó bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khanh khách. Rồi từ đâu xuất hiện một đoàn người mặc áo trắng đi ngang qua nó. Đang ở tầng mây nào đó, thằng Mảnh tưởng mình là ông vua hay một vị tướng quân nào đó. Nó điên tiết quát lên: mẹ bố tiền sư chúng mày, đi qua không chào ông sao? Cứ lượn đường đi qua, ông bạc mẹ cố mày bây giờ. Nó vừa dứt lời thì hỡi ơi, cả đoàn áo trắng đó quay lại nhìn nó cười khanh khách. Toàn là một lũ cô hồn dạ quỷ, đầu lâu xương sọ lộ ra, trông vô cùng đáng sợ. Có những đứa mất nửa cái đầu không có mắt, nhưng nó cười để lộ ra những hàm răng nanh vô cùng tổm lộm. Cơn phê thuốc có lẽ dần qua đi, thằng Mảnh nghiện dần ý thức được rằng mình đã gặp phải cái gì. Nó thét lên một tiếng rồi cố chạy đi. Thế nhưng mà chân nó không thể nào bước được, vì bị đám cô hồn dạ quỷ đó kéo lại, trông chẳng khác gì một con nhái đang giãy đập. Và rồi trong phút chốc, một đoạn dây thòng lọng từ từ hạ xuống, quàng lấy cổ chân thằng Mảnh nghiện, kéo nó lên, treo lủng lẳng ở ngay cây gạo gần đó. Thằng Mảnh bị treo đau quá, cố gắng kêu cứu. Thế nhưng bốn bề dường như tĩnh lặng, còn bên tai nó thì chỉ nghe thấy tiếng cười, tiếng nói của đám cô hồn dạ quỷ mà thôi. Rồi mắt nó cũng liệm dần đi, cho đến khi không còn ý thức được gì nữa. Sáng hôm sau, có người đàn ông đi bắt cua sớm, thấy thằng Mảnh người bị dốc ngược xuống, chân treo trên cây gạo, thì hô toáng lên: trời ơi, có người chết, có người chết rồi. Được cái người này có cái chất giọng khỏe, không khác gì cái loa phóng thanh. Trong phút chốc đã thu hút được đám người làng Trình xuất hiện, bu đen bu đỏ. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Chân tím đen như thế kia thì chết chắc rồi còn cái gì ha. Là trời ơi, nhưng mà có khi thế này cũng tốt, làng xóm lại đỡ mất gà mất vịt. Bố mẹ thằng Mảnh lúc đó cũng đã chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng này thì khóc bù lu bù loa lên. Tiếng khóc cứ cùng với tiếng bàn tán xôn xao vang lên ầm ĩ cả một góc làng. Lát sau thì ông Nam trưởng thôn cũng xuất hiện. Ông sai đám thanh niên thả cái xác của thằng Mảnh nghiện xuống. Thế nhưng lúc này mọi người mới té ngửa ra là nó chưa có chết. Mũi nó vẫn đang thở phì phò như trâu. Thấy con mình không có mệnh hệ gì, bố mẹ thằng Mảnh không ngừng lay gọi: nè, dậy, dậy đi con ơi, tỉnh lại đi Mảnh à. Một hồi lâu sau, thằng Mảnh nghiện cũng từ từ mở mắt ra, nhìn mọi người, cho bắt đầu cười ré lên. Em đang chơi cho Manchester có David Beckham nữa. Biểu hiện bất thường này của thằng Mảnh khiến cho người làng Trình bắt đầu ngạc nhiên. Bởi vì thằng này nó nghiện, nhưng bình thường cũng thuộc dạng mồm mép tép nhảy, chứ không có ngu dại như bây giờ. Và từ đó thằng Mảnh bắt đầu phát điên. Nó không hút chích nữa, mà chuyển sang bộ môn bốc đất bốc sình ăn. Ai thấy cũng tội, nhưng mà can ngăn là nó lồng lên đồi cắn đồi giết, rồi giết rồi cũng kệ thôi. Xem như Âu cũng là một cách cai nghiện của nó. Mỗi tội là đi đâu, nó cũng tự dưng quỳ xuống cho van xin khẩn thiết: Con lại các ngài, các ngài tha cho con, con biết tội của con rồi, đừng giết con sợ lắm.
Người dân làng Trình như vậy chỉ biết lắc đầu tiếc thương cho cái công lao của bố mẹ nó. Nuôi được lớn tới tầm này rồi mà chẳng được ngày nào yên ổn. Thế nhưng mà tai họa mới thực sự bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời, sau cái hôm mà thằng Mảnh bị treo trên cây gạo chẳng bao lâu. Lúc đó ông Nam trưởng thôn đang ngồi bên hiên nhà hút thuốc lào và ngắm nhìn bình minh. Ông cảm thấy yêu đời một cách lạ lùng, lòng chợt nổi thi hứng. Thì bỗng từ đâu xuất hiện một chàng thanh niên hất hải chạy tới báo. Trời ơi, trời, bác Nam ơi, giờ này mà bác còn ngồi đây được sao? Chết người rồi bác ơi. Thì ra là thằng Quyền, con nhà lão Quý, hàng xóm bên cạnh nhà ông Nam. Thằng này mặc dù là đàn ông con trai, thế nhưng mà nó thuộc cái dạng môi mỏng, buôn chuyện chẳng khác gì đàn bà. Mọi người cứ trêu nó là Quyền lưỡng tính. Biết được cái tính nhiều chuyện của thằng này, ông Nam mới nói: Có việc gì vậy? Thằng cháu cứ ngồi xuống đây làm chén trà đi. Ông vừa nói vừa rót trà ra cho nó. Thằng Quyền cũng chẳng ý tứ gì, cầm luôn chén trà mà giỏng cổ uống ừng ực. Xong rồi lại nói tiếp: Trời ơi, không có thời gian nữa đâu bác ạ. Bác Quyền cao chức trọng nhất ở cái làng, cháu mới cho bác biết đó. Thì có chuyện gì nói bác nghe thử xem nào. Thế là thằng Quyền bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Dạ, bác báo cáo bác, nhà ông Bính họ Trần hôm nay cho lợn nó phối giống với nhà lão Bách, lây hoay quanh quẩn như thế nào mà con lợn đực nó sống khỏi cái chuồng trên xe hay chở nó đi đó. Chẳng biết nó trúng cái tà gì hay không mà chạy luôn vào buồng của con dâu mới sinh của nhà ông Bính. Lúc đó chẳng có ai trong buồng cả, chỉ có đứa trẻ con tơ hơ nằm trên giường. Con lợn lao đến ngoạm lấy đứa bé nhai nhồm nhòm, chỉ để lại một cái đầu thôi. Cái cô con dâu nhà ông Bính cũng vừa lúc đó đi vào, trông thấy cái cảnh đó thì kinh hãi rú lên. Thế rồi cả nhà ông Bính xót con xót cháu, cứ thế mà lao vào tận lâu bách bắt đền cho đứa trẻ của họ. Trời ơi, bây giờ đang đánh nhau loạn cả lên bên đó đó, bắt sang xem như thế nào đi. Nghe đến đây, ông Nam đặt luôn cái chén nước đang uống dở mà lật đật chạy đi ngay. Vừa tới đầu ngõ nhà ông Bính thì tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa vang vọng lên cả một góc trời. Mọi người cũng túm tụm lại với nhau. Ngay giữa sân có một người đàn ông đang bị mấy người đánh cho nằm lê lết. Đó là lão Bách. Ông Nam vội gạt đám người đang bu đen bu đỏ ra và nói: Trời ơi là trời, sao lại đánh người ta như vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói, cứ như thế này là có án mạng tới nơi đó. Đám người vẫn đang hăng máu lắm, dường như không bỏ vào tai những lời nói của ông. Khi ấy ông mới nhìn đám người xung quanh rồi nói như ra lệnh: Mấy thằng thanh niên đâu? Đứng đó mà tán chuyện sao? Lao vào căn nhanh lên, không xảy ra án mạng thì bỏ mẹ đó. Ông Nam là người uy tín, nên khi ông vừa lên tiếng, đám thanh niên nãy giờ trơ mắt ếch ra nhìn liền lao vào căn ngăn đám người nhà ông Bính, giải cứu cho lão Bách. Một lúc sau, lão Bách mới thoát khỏi sự đánh đập và được chở đi trạm xá cấp cứu ngay lập tức. Ông Bính khi đó mới miếu máu, chỉ vào con lợn đang nhẫn nhơ ở ngoài vườn mà uất ức nói: Bác xem, con lợn nhà thằng Bách đó, ăn thịt mất cháu tôi rồi kìa. Cái thằng ngu đần đó, sao lại bất cẩn như vậy không biết nữa. Ông Nam lúc đó mới đanh mặt giảng giải: Chú hồ đồ lắm, chú cũng thừa hiểu đó không phải là do lão Bách cố ý mà, chú vẫn làm như vậy sao? Chú sai con cháu nhà chú đánh đập người ta, chẳng may có ăn mạng thì lúc đó đi tù cả họ đó, hiểu chưa? Thằng Ất, con trai ông Bính, bố của đứa trẻ xấu số kia, khi đó mặt mũi cứ hầm hầm như quân ăn thịt người. Cái thằng chó chết đó làm ăn tắc trách, là lỗi của nó mới xảy ra cứ sự như vậy. Chính quyền không xử nó thì cháu xử, còn cái con lợn thì hôm nay cháu phải chém chết đó. Rồi chẳng để cho người ta kịp phản ứng, thằng Ất chạy vào trong bếp lấy ra con dao bầu, lao thẳng vào con lợn chọc cho nó một nhát chí mạng. Con lợn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục ngay tại chỗ. Máu cứ thế xối xả phun ra, chẳng khác nào cái ống nước bị vỡ. Trong làn máu phun lên, bất giác ông Bính nhìn thấy một cái bóng áo trắng mờ mờ đang nhìn ông chăm chăm.
rồi cất lên tiếng cười the thé. Rồi sẽ tới lượt mày thôi. Tiếng cười đó chẳng khác nào như lưỡi dao sắc nhọn khứa vào tim, khiến cho ông ôm ngực gục luôn ngay tại chỗ trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông Nam lại quát lên: "Nè nhanh, ông Bính bị trúng gió rồi, đưa ông ta vào nhà nhanh lên." Thế là đám người con cháu nhà họ Trần mới đưa ông Bính vào nhà, đánh dầu cạo gió cho ông ta. Về phần thằng Ất, sau khi đâm con lợn xong, răng nó nghiến lên kèn kẹt trông đáng sợ lắm. Điều mọi người kinh hãi hơn là con lợn sau khi bị phúng hết máu ra, bắt đầu chuyển sang màu tím thẫm, rồi bốc mùi hôi thối như một cái xác chết đã lâu ngày. Rồi xuất hiện một đàn ruồi nhặng, con nào con nấy to như đầu ngón tay út. Chúng bay đến bù kín cái xác của con lợn kia. Ông Nam lại phải nói: "Nè thằng Ất kia, lợn mày đâm thì mày tự giải quyết đi, để đó một hồi gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới bà con bây giờ. Còn chuyện con của mày thì mày cứ ra xã trình báo hay là tố giác gì Lão Bách thì mặc kệ. Nhưng mà tao nhắc trước, nếu gây ra án mạng thì đi tù một công đó, nghe chưa?" Sau sự biến dạng đáng sợ của con lợn, thằng Ất giống như biến thành một người khác, chẳng còn hung máu nữa. Có lẽ nó cũng đang lờ mờ cảm nhận được sự bất ổn đang xảy ra trong căn nhà của mình. Vì không đơn giản tự dưng con lợn có thể sổng chuồng rồi xông vào buồng ăn thịt con của nó như vậy. Khi đấy mọi người thấy gia đình ông Bính lâm vào hoàn cảnh bi đát, thì mỗi người một tay giúp đỡ để tổ chức cái tang lễ nhỏ nhỏ cho thằng cháu xấu số, dù nó chỉ còn lại một cái đầu. Về phần Lão Bách, lão cũng đền bù cho gia đình ông Bính mấy chỉ vàng, và sau đó mọi việc cũng được dàn xếp ổn thỏa. Cứ tưởng mọi sự như thế là xong, thế nhưng những chuyện ma quái liên quan tới nhà ông Bính lại càng ngày càng diễn ra nhiều hơn. Sau cái chết của con mấy hôm, vợ thằng Ất phải lên bệnh viện để bác sĩ người ta theo dõi. Vì sức khỏe của chị ta khá yếu do suy sụp, thằng Ất thì cũng lên viện để chăm sóc cho vợ. Nhà ông Bính khi đó chỉ có hai ông bà già ở nhà thôi. Buổi sáng sớm sau khi ăn uống xong, ông nằm trên cái võng ở dưới mái hiên nhà, nghe lũ chim đua nhau hót, cố gắng quên đi cái chuyện buồn mà gia đình ông đang gặp phải. Mắt ông đang lim dim, nghe chừng có vẻ thích thú lắm, thì đột nhiên mây đen kéo đến đen kịch cả bầu trời. Rồi chẳng hiểu từ đâu, sấm sét nhấp nháy, đánh đì đùng liên hồi, báo hiệu một cơn mưa lớn chuẩn bị ập đến. Bà Sen vợ ông đang dọn dẹp trong nhà, thấy vậy thì giục: "Ông à, vào nhà đi, trời sắp mưa rồi đó, nằm ngoài đó lại ốm thì chết nữa." Ông Bính nghe thấy vợ nói thì tỏ ra vẻ bực bội: "Cái mái hiền to như thế kia thì sợ cái gì, cứ để tôi ngắm mưa một chút. Làm việc của bà đi, mà hôm nay nấu canh cua trao đây đi, ăn đồ xào mãi sốt ruột lắm." Biết tính chồng gia trưởng bảo thủ, bà Sen cũng chẳng dám cự cãi, chỉ nhỏ nhẹ nói: "Ừ, thế thì nếu mưa to quá nhớ vào nhà đó. Hôm nay có sẵn cua với mớ trao đây rồi, khỏi phải lo, một loáng là xong thôi." Bà Sen vừa quay đi thì ánh chớp nhấp nháy sáng choang cả bầu trời đen kịch, và sau đó là một tiếng sét đinh tai nhức óc. Sấm sét kéo dài thẳng xuống đất, chạm vào cây hương thờ ở phía ngoài sân nhà ông, làm cho nó vỡ ra tanh bành, bắn ra mỗi hướng một mảnh. Rồi trong cái làn mưa như trút nước và dưới bầu trời đen kịch ấy, một màu trắng đục bay lên không trung, trông vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy cảnh đó, miệng ông Bính ú ớ, như nói trong cổ họng, chỉ để một mình nghe thấy: Thôi chết rồi, chuyện này cả nhà diệt vong rồi." Tự dưng một tiếng cười vô cùng đáng sợ vang lên xung quanh ông, làm mặt mũi ông tái mét như tàu lá chuối. Ông cố gọi bà Sen, nhưng bà đang ở tuốt trong nhà, mà tiếng mưa lại to, khiến cho tiếng của ông cứ lạc đi dần dần,
trước mặt ông bây giờ có tất thảy 8 cái bóng mờ đang đứng ở dưới mưa, tóc xõa dài trước mặt. Từng dòng nước mưa cứ từ trên đỉnh đầu mà theo mái tóc nhỏ xuống tông tổng. Đi đầu là một cái bóng trắng muốt, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh, khuôn mặt hốc hác nhìn ông, nở nụ cười giễu cợt. Chứng kiến cảnh ấy, toàn thân ông Bính cứng đờ đi, tay chân không thể nào cử động được. Lúc này ông cứ có cảm giác như mình đang sống trong cõi u minh, chứ không phải ngoài đời thực. Đột nhiên cái bóng áo trắng kia cất lên tiếng nói ma mị: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Chẳng để ông Bính phản ứng gì, 8 cái bóng mờ với 16 đôi tay, chúng đồng loạt đưa tay lên đầu, lên cổ của ông. Và chỉ trong tích tắc, mắt ông đờ đẫn, phủ toàn lòng trắng, thất khiếu phun máu tươi đỏ lợm, tung tóe, loang lổ cả cái võng mà ông đang nằm. Ông Bính cứ dậy trợn ngược mắt mà chết đi, không kịp để lại bất cứ một lời trăn trối nào. Khi cơn mưa vừa ngớt, bà Sen mới đi ra ngoài, thì trước mắt bà là hình ảnh vô cùng ghê rợn của ông Bính. Đôi mắt mở trừng, máu mũi máu miệng cứ theo từng khe chảy xuống, trông ông giống như bị ai bóp cổ vậy. Bà run run đưa tay lên mũi ông thì phát hiện hơi thở đã không còn, liền rụt tay lại mà hốt hoảng kêu lên: "Ở làng nước ơi, cứu chồng tôi với. Làm sao mà ông lại ra đi như vậy ông Bính? Phúc ơi, mày sang đây mà xem bố mày như thế nào rồi." Anh Phúc là con trai cả của ông Bính, sống cùng vợ con ở căn nhà bên cạnh. Nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa của mẹ, vợ chồng anh chạy sang và cũng chứng kiến thảm cảnh của bố mình. Anh Phúc sau mấy phút kinh hoàng thì cũng không kìm được mà chạy lại đặt tay lên mũi ông Bính. Phát hiện không còn hơi thở, tiếng khóc bắt đầu cất lên ai oán. Tiếng khóc inh ỏi nhanh chóng thu hút hàng xóm láng giềng quanh đó. Chẳng mấy chốc, họ bu đầy sân nhà ông Bính. Rồi một lúc sau là ông Nam trưởng thôn xuất hiện, cùng với đó là tiếng còi xe của công an xin đường vang lên. Mấy đồng chí pháp y của công an huyện bắt tay vào việc. Trước sự chứng kiến của bà Sen, vợ chồng anh Phúc, ông Nam và hàng xóm láng giềng, chỉ một lúc sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội trưởng nhóm pháp y lên tiếng thông báo: "Nguyên nhân ông nhà tử vong là do độc tử, không có dấu hiệu tác động ngoại lực hay là đầu độc. Huyết áp của ông đột ngột lên cao, làm đứt các dây thần kinh, vỡ mạch máu trong não, cho nên thất khiếu bị xuất huyết. Đây không phải là một vụ giết người. Bây giờ chúng tôi giao thi thể lại cho gia đình làm mai chay." Sau khi kết luận xong, đội pháp y làm biên bản bàn giao xác cho gia đình và ra về. Chứng kiến thảm cảnh thương tâm tang tóc của nhà bà Sen, hàng xóm đều lắc đầu cảm thông. Mới mấy ngày trước thì cháu nội chết, nay đến lượt ông lìa đời. Tình làng nghĩa xóm, những người dân quanh đó cũng giúp gia đình tiếp tục tổ chức một cái đám tang cho ông Bính trọng thể nhất. Cái xác của ông được lão Hoang, chuyên làm nghề khâm liệm xác trong làng, lau chùi cẩn thận cho hết vết máu loang lổ, rồi cho vào trong cái quan tài sơn màu đỏ chon chót. Tiếng khóc, tiếng nấc hòa cùng với tiếng than thở tạo ra bầu không khí âm dương cách biệt, bao trùm xuống gia đình của ông Bính. Đám ma ông được diễn ra trong niềm tiếc thương vô bờ, dường như càng tô thêm cái vẻ mị hoặc chết chóc ở nơi đây. Thế nhưng những người dân chân chất đôn hậu của làng Chỉnh vẫn chưa cảm nhận thấy rõ ràng sự ma quái đang ngày càng bủa vây ngôi làng của mình. Đặc biệt họ không để ý đến đó là cây hương ngoài sân nhà ông Bính đã bị sét đánh cho tan tành, vỡ ra thành những mảnh vụn. Đó là điềm báo trước cho những điều không hay sắp xảy ra. Nhà ông Bính ít con ít cháu, càng làm cho không khí đám ma trở nên lạnh lẽo tiêu điều. May mà có những người họ hàng làng xóm nhiệt tình tốt bụng, nên đám ma mới được diễn ra một cách suôn sẻ. Người làng quê là như vậy, chỉ cần một gia đình có chuyện hỷ hay là chuyện hiếu đều tập trung vào giúp, chẳng nề hà cái gì. Mọi người sống với nhau bằng cái tình, chứ không bị chi phối bởi tiền bạc như bây giờ.
đám ma ông Bính hết đoàn này đến đoàn nọ vào viếng. Tới tầm khoảng 9 giờ đêm thì mới vơi người đi. Bây giờ chỉ còn bà Sen cùng với đám con cháu đang vật vã bên cạnh quan tài của ông mà khóc thương tiếc. Ngoài sân thì còn mấy người họ hàng và làng xóm nhiệt tình ở lại để cho không khí đám ma bớt tang thương lạnh lẽo. Trong cái không khí tĩnh mịch lúc về khuya thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ thổi tới, làm cho những tấm mành mành của cái rạp dựng tạm cứ bang lên phần phật. Trong đám lúc đó, một ông lên tiếng quát: "Nè nè, giữ khung ảnh thờ trên bàn bông cẩn thận, không thì gió thổi rơi xuống đất vỡ mất bây giờ đó." Anh Phúc liền chạy lại cái bàn bông thờ bố mình, giữ chặt lấy khung ảnh đang lung lay dữ dội. Thế nhưng đó vẫn chưa là điều kinh khủng nhất. Khi mà cơn gió đột nhiên ngừng thổi thì một đoàn 8 người áo trắng, từ đầu tới chân, tóc tai lòa xòa, cũng chẳng nhìn rõ được mặt, cứ thế lừ lừ tiến vào giữa sân đám tang. Đoàn người xuất hiện bất tình lình thì đám người ở đám ma có chút rùng mình, cứ thế trố mắt ra nhìn. Một cảm giác cứ lạnh lạnh chạy dọc theo sống lưng của họ. Nhiều người thì ú a ú ớ nhưng không thể nào phát ra lời được. Anh Phúc là một người cứng vía, thấy sự bất thường thì lên tiếng: "Các ông các bà, sao tới viếng muộn vậy? Hết giờ viếng rồi. Chính quyền người ta quy định tới giờ này thì phải nghỉ rồi." Sau tiếng nói của anh Phúc, mọi người mới hồi hộp chờ đám người kia sẽ phản ứng lại như thế nào. Thế nhưng đáp lời anh là một sự im lặng đến rợn người. Được một lúc thì một người áo trắng đứng giữa mới tiến lên một bước, rồi cất giọng âm u như vọng về từ cõi âm: "Bính ơi, đi theo chúng tao Bính ơi." Cái tiếng đó vừa dứt, tiếp tục là một cơn gió khác nổi lên, cuộn theo cát bụi xộc thẳng vào tất cả mọi người ở đó. Cái quan tài sơn màu đỏ chót của ông Bính bỗng chốc rung lắc dữ dội, giống như có người bên trong đó đang cố gắng cử động để gây ra sự chú ý. Và một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người phải há hốc mồm ngạc nhiên, đó là cái bóng trắng mờ mờ cứ như bốc hơi ra từ quan tài đi ra. Và đó chính là vong hồn của ông Bính. Bà Sen, vợ ông, thấy vậy cùng với đàn con mà khóc trống lên: "Ông ơi, sao ông lại bỏ nhà bỏ cửa mà đi vậy ông? Sao không ở lại mà hưởng phúc với con với cháu hả ông ơi?" Mấy người họ hàng cùng với hàng xóm trông thấy cảnh tượng đó thì đứng như trời trồng, muốn hét lên nhưng giống như bị ai đó bóp nghẹn lấy cổ, không hét được. Muốn chạy thì chân giống như đeo đá, không tài nào bước được. Giữa đêm thanh vắng, nghe tiếng khóc não nề ấy càng tô thêm cho không gian lạnh lẽo lúc này. Cái bóng của ông Bính dường như chẳng để ý tới những lời kêu gào của vợ con, mà cứ thấy thẳng hướng đám người mới tới mà đi. Trong chốc lát, cả 8 người kia bật lên tiếng cười nghe vô cùng mang trợ. Tiếng cười xoáy sâu vào từng lỗ tai của vợ con nhà ông Bính. Nhiều người sợ quá bịt tai lại, nhưng âm thanh đó không những không mất đi mà càng ngày càng nghe rõ mồn một hơn. Một sự tra tấn về mặt thể xác lẫn tinh thần. 7 cái bóng áo trắng lúc này mới lấy ra một sợi dây xích to bằng cổ tay và rất là dài. Họ choàng lên thân ảnh của ông Bính như một tội phạm ngày xưa mà dắt đi. Rồi cái bóng thứ 8 trên tay cầm cái roi sắt dài đến cả mấy mét, cứ thế nhằm vào ông Bính mà quật. Có lẽ quá đau đớn, hồn ma ông liền trống lên: Tôi xin cô, tôi biết tội rồi, cô tha cho tôi, đau quá." Càng nói thì cái roi sắt trên tay của cái bóng trắng kia lại càng giáng xuống, khiến cho hồn ma ông Bính lại khóc thét lên vì đau đớn. Hai người con trai thấy bố mình bị hành hạ như vậy thì đau xót, định xông ra cứu bố. Nhưng cũng giống như những người hàng xóm họ hàng, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó kìm giữ chân họ lại, không tài nào đi được. Sau khi đánh ông Bính chán chê, người áo trắng kia mới vén mái tóc lòa xòa trước mặt lên,
rồi nhìn chằm chằm vào đám gia quyến của nhà ông Bính như muốn ăn tươi nuốt sống lấy họ. Đằng sau lớp tóc phủ lòa xòa là một khuôn mặt trắng bệch, trắng như bôi vôi. Mắt mũi miệng thì phù thủng, giống như bị ngâm nước lâu ngày, trông hãi hùng vô cùng. Cái bóng giờ cái rồi ra trước mặt, rồi bắt đầu cất lời nguyền rủa. Thằng Quýnh nó hại cả đời tao, nó phải chết. Nó chết rồi sẽ tới lượt người nhà như chúng mày. Đừng có hòng đứa nào chạy thoát được. Cái bóng nói xong, tiếp tục gió to nổi lên, cuốn theo cát bụi mù mịt. Trong nháy mắt, những thân ảnh ma quái kia cùng với bóng hình của ông Bính cứ thế đi ra phía cổng và biến mất trong làn khói mờ ảo. Sau khi những sự việc kỳ lạ kia kết thúc, đám người trong đám tang đêm khuya ngày hôm đó mới nhặt lại được hồn vía. Người nào người đó đã run lên cầm cập, tim cứ đập thình thịch như kiểu vừa gặp hổ chuẩn bị ăn thịt mình. Có người còn tái mặt ngất xỉu đi tại chỗ, phải nằm tạm ở chỗ nào đó trong nhà ông Bính. Một đêm ma quái cứ thế vừa trôi qua, khiến cho bà Sen cùng với mấy đứa con trong nhà càng thêm hỗn loạn lo sợ. Bây giờ trong họ ngoài nỗi buồn mất chồng, mất bố ra, còn có một nỗi lo khác. Đó là lời tuyên bố ma quái của cái bóng áo trắng kia. Sáng hôm sau, tưởng rằng ban ngày ban mặt thì ma quỷ không thể xuất hiện. Thế nhưng trong đám ma ông Bính lại xảy ra thêm một hiện tượng không ai lý giải được. Mặc dù gia đình bà Sen đã mời sư thầy và các tăng ni Phật tử trong làng về đọc kinh, đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng điều lạ vẫn xảy ra. Đầu tiên là trên khung ảnh thờ, hình ảnh ông Bính đang cười bỗng dưng biến thành một khuôn mặt méo mó như đang bị tra tấn, đánh đập. Rồi hai hàng nước đỏ au từ khóe mắt của ông cứ chảy xuống, khiến cho đoàn Phật tử một phen hốt hoảng không nói nên lời. Câu A-di-đà Phật cứ vang lên cả một góc trời. Mãi được một lúc lâu thì khung ảnh thờ của ông Bính mới trở về trạng thái bình thường. Tiếp đó, đến thời khắc đưa quan tài ông Bính ra xe tang mới là sự kinh hoàng của 8 thằng thanh niên to khỏe trong làng. Sau khi được lệnh vào khiêng quan tài, cả 8 người xông vào định xốc quan tài lên vai, thì họ có cảm giác như khiêng hòn đá tảng vậy. Cho dù có cố như thế nào cũng không nhấc lên được. Mặc dù trước khi chết, cân nặng của ông Bính cao lắm chỉ tầm 60 cân, không phải nặng lắm so với sức khỏe của 8 người thanh niên to như trâu mộng kia. Bà Sen cùng với đám con bắt đầu biến sắc, sợ sệt. Họ không biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nhà mình. Sư thầy và các tăng ni Phật tử tiếp tục đọc kinh siêu thoát, miệng liên tục niệm A-di-đà. Rồi dần thì quan tài mới bắt đầu nhẹ đi. Nhưng trên quãng đường đưa ông Bính ra nghĩa địa, nhiều lần xe phải dừng lại, như kiểu đang chở một khối đá khổng lồ không tài nào chạy nổi. Và mỗi lần như thế, các tăng ni Phật tử lại phải đọc kinh thì cái xe mới tiếp tục lăn bánh được. Đến khi cái quan tài được chôn sâu xuống lòng đất thì mọi người trong đó mới thở phào nhẹ nhõm ra. Dù không nói ra, nhưng hàng xóm láng giềng đều có chung một suy nghĩ, là không biết ông Bính đã gây ra oán nghiệt gì mà đến khi chết phải khổ sở như vậy. Chôn cất ông Bính xong, bà Sen cùng với đám con cái ra về. Nhưng trong đầu họ tự dưng vang lên tiếng vun vút, giống như tiếng của cây roi sắt vụt vào hồn ma ông Bính tối qua, nghe kinh hãi vô cùng. Trời bỗng dưng mây đen kéo đến, làm cho trời đang sáng bỗng dưng tối ôm như sắp mưa. Một cơn gió tạt qua làm cho tất cả phải giật mình. Họ linh tính quay lại ngôi mộ mới đắp của ông Bính, thì hỡi ơi, tiếp tục là một cảnh tượng hãi hùng. Ông Bính đang quỳ ở giữa, bị lũ quỷ tối qua vây quanh tra tấn. Cái roi sắt trên tay cái bóng trắng kia cứ liên tục mà vung linh. Trong thấy cảnh này, đám người quay ngoắt bỏ chạy thục mạng về nhà, như sợ nán lại sẽ bị lũ đó xông ra bắt mình bất cứ lúc nào.
Thế là một bầu trời u ám hòa lẫn với những suy nghĩ u ám của đám người nhà ông Bính, càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Rồi cơn mưa đổ ập xuống như trút nước, cùng tiếng sấm sét đì đùng như báo hiệu một kiếp nạn cho một gia đình đang xảy ra. Chứng kiến những sự kiện ma quái đó, bà Sen biết rằng chồng bà đã gây ra một cái họa gì lớn lắm, nên mới phải chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng bà nóng như lửa đốt, muốn tìm thầy xem giúp đang có vấn đề gì để biết mà còn giải quyết. Nhưng bà vẫn phải cố kìm nén để qua nốt cơn đau của chồng. Thế nhưng mà chuyện tang thương vẫn không buông tha. Số là buổi chiều hôm đó, sau khi mời sư thầy ở chùa về nhà mình làm lễ xong, bà mới sai thằng Ất lấy xe máy đưa sư về chùa cho phải đạo. Nhà chùa chỉ cách nhà bà hơn một cây số, nhưng thằng Ất đi mãi không thấy về. Cứ ngỡ tính nó thuộc dạng ham ăn lười làm, chắc lại tranh thủ vào chỗ nào đó làm vài ván bài bạc, nên cũng không ai để tâm lắm. Tuy nhiên đến khi trời bắt đầu nhá nhem, tự dưng bà Sen thấy sốt ruột, mới nói với cái Phượng, vợ thằng Ất: "Con à, mày thử đi tìm chồng về đi, chứ nãy giờ tự dưng mẹ thấy sốt ruột lắm. Cứ như thế này chắc tao không sống nổi mất." Chị Phương toan đi tìm chồng, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì một người đàn bà từ cổng đi vào, hốt hoảng nói không ra hơi: Bác Sen ơi, có chuyện không hay rồi." Có cái gì cô cứ bình tĩnh mà nói, có ai cướp lời cô đâu mà hốt hoảng vậy?" "Trời ơi, thằng Ất đi xe mà đâm vào cột điện ở cái sân vận động của làng, chết tươi tại chỗ rồi bác ạ." Nghe tới đó, các bà Sen và chị Phương chỉ kịp trú lên một tiếng cho ngất liệm luôn tại chỗ. Mấy người họ hàng khi đó phải đỡ cả hai mẹ con vào giường nằm. Còn vợ chồng anh Phúc cùng với mấy người họ hàng chạy ra phía sân vận động để xem tình hình ra sao. Ra tới nơi, đập vào mắt họ là cái xe cúp 82 nằm chổng kênh ở một phía. Còn thằng Ất đập đầu vào cây cột điện ở cạnh sân vận động đến nát bét, máu tươi văng ra tung tóe. Trong thấy cảnh đó, đám người nhà anh Phúc cứ như bị trúng cơn gió độc, ôm lấy ngực mà quỵ xuống tại chỗ. Được một hồi anh mới trấn tĩnh lại được, thì được người dân trong thôn kể lại, thằng Ất ngồi trên xe đi ra đường rồi phóng như bay, sau đó bất ngờ quẹo vào con đường vào sân vận động của làng. Cứ tưởng nó say rượu nên mới phóng xe như thế. Nào ngờ đâu một lúc sau, có người đi làm đồng qua phát hiện cái xác của nó nằm chổng kềnh ở kia. Người ta mới hô hoáng cho mọi người biết. Phúc nghe xong thì đầu óc bỗng dưng quay cuồng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với gia đình mình nữa. Anh ngồi bệt xuống ngay sân vận động mà lộ rõ sự bất lực. Bây giờ bên tai anh lại nghe thấy tiếng cười khanh khách. "Nó phải chết, nó phải trả mạng thay cho tội lỗi của bố nó, rồi cũng sẽ tới lượt mày." Anh Phúc như không còn ý thức được bản thân mà vội quát lên: "Ai? Đứa nào làm bố với em tao mất mạng? Đứa nào cười thì ra đây, nhanh lên!" Chị Hiền đứng bên cạnh anh, thấy chồng có biểu hiện lạ thì lây lây tay anh: "Kỳ Minh, làm sao vậy? Sao lại hét lên? Nãy giờ đâu có ai cười đâu." Nghe như vậy, mặt anh Phúc thờ thẫn không nói gì thêm. Lúc này anh đứng bất động y như một pho tượng. Một lát sau, đám người làng tới sân vận động đông như kiến cỏ, cứ thế mà chỉ trỏ trỏ vào cái xác chết rồi bàn tán xôn xao. Ông Nam trưởng thôn có vẻ là đi từ ủy ban xã về, dẫn theo mấy anh công an và mấy người mặc áo blue trắng như kiểu đội ngũ pháp y, gạt đám người ra đi vào hiện trường. "Bà con dạt ra, để cho các đồng chí làm việc đi. Đồng quá, nè gọn ra xem nào." Lực lượng công an và pháp y sau một hồi khám xét hiện trường cũng không thấy có gì đặc biệt, kết luận rằng thằng Ất uống rượu say, không tự chủ được hành vi khi lái xe, đã điều khiển xe máy đâm vào cây cột điện.
Nguyên nhân tử vong là do đập đầu vào cột điện, làm vỡ sọ và mất máu quá nhiều. Sau khi công an kết luận xong, họ hoàn thiện luôn hồ sơ và anh Phúc ký luôn vào biên bản nhận thi thể của người thân, rồi nhờ người ta chở thi thể về nhà. Cái xe ba gác chở thằng Ất vừa mới ra đoạn ngã ba thì bỗng dưng một tiếng nói ma mị kèm theo tiếng cười khanh khách lại cất lên. Em chết rồi, sẽ đến lượt anh chết. Thật đáng đau buồn thay. Và dường như cái lời nói đó chỉ có anh Phúc là có thể nghe thấy. Nó giống như ngàn mũi kim châm vào da thịt anh. Nghe sao mà ai oán, thảm thiết đến thế. Anh chỉ muốn hét lên, nhưng rồi cố gắng kìm lại. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, những giọt nóng hổi. Chỉ một tuần trước thôi, bố anh chết do đột quỵ. Bây giờ lại tới lượt em trai tự lái xe đâm đầu vào cột điện. Phải chăng thực sự ma quỷ đang giết người? Một không khí u uất tang thương lại tiếp tục bao trùm lên nhà bà Sen. Thế là một cái đám ma nữa lại diễn ra. Tiếng kèn tiếng trống vang lên, nát ruột nát gan đến não lòng. Dù có nằm mơ thì những người tới viếng đám tang ông Bính mấy ngày hôm trước cũng không thể ngờ được là mới một tuần sau đó lại phải tiếp tục viếng đám ma con trai của ông. Mấy con mụ rỗi việc khi đó lại được dịp buông dưa lê, bán dưa chuột. Ôi trời ơi, tình hình này có khi lại trùng tang đó. Cháu nội chết rồi đến ông, bây giờ lại đến bố chết. Cái này cũng chỉ có ma quỷ nó làm, chứ chẳng có ai vào đây cả. Tôi thì lại nghĩ khác. Có người đám ma Bính hôm trước bảo ông ấy gây ra oán nghiệt gì đó, cho nên bị quỷ bắt đi. Cái này là đời cha ăn mặn đời con khát nước, có khi nào nó lại bắt cả nhà. Những lời ấy lại càng làm cho đám tang của thằng Ất trở nên quỷ dị và đáng sợ hơn. Thế nhưng so với đám ma của ông Bính thì đám ma của thằng Ất có vẻ được diễn ra suôn sẻ hơn. Sau cái chết của con và chồng quá sức kinh hãi, khiến cho tâm thần của chị Phương bắt đầu bất ổn, điên điên dại dại cất lên những câu nói vô nghĩa, lúc thì gọi chồng, lúc thì gọi con, trông đáng thương vô cùng. Bà Sen thấy con dâu như vậy chỉ biết ứa nước mắt, nhưng bà vẫn ý thức được sự nguy hiểm ma quái đang trình trập ngôi nhà của bà. Ngay khi đám ma cho con xong xuôi, bà với chị Hiền vợ anh Phúc đi tận lên mạng Nghĩa Hưng để tìm thầy. Được mọi người giới thiệu đây là thầy giỏi, có khả năng điều khiển được âm binh, nổi tiếng cả một vùng. Bà Sen tin rằng thầy sẽ tìm ra được căn nguyên mọi việc và giải cái oan cái trái cho gia đình của bà. Hai mẹ con bà Sen đến một ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian, có phần rách nát ở mạng Nghĩa Hưng. Ngôi nhà nằm sâu bên trong con ngõ vắng thăm thẳm, tựa hồ như ít người đặt chân đến đó lắm. Cây cối mọc tùm, khiến cho bà Sen và con dâu cũng có chút gai người. Nhưng vì là việc quan trọng, cả hai người phải cố gắng hết sức bước vào trong căn nhà một cách thận trọng nhất. Vừa vào tới cổng thì từ đâu có tiếng chim lợn kêu lên vô cùng thảm thiết, làm cho lỗ tai của cả hai nhố lên từng hồi. Khi chưa kịp trấn tĩnh lại thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một đàn quạ đen phi thẳng vào người hai mẹ con bà Sen, khiến cho cả hai ngã dúi dụi ra đất. Sau đó là một tràng cười vô cùng mang trợ đến nổ da gà. Tiếp đó, một tiếng nói vang vang như những hồi trống đập vào màng nhĩ của người nghe. Đến đây rồi sao không vào? Đứng ngoài đó làm gì? Định làm mồi cho lũ chim lợn hay sao? Như có một sự thúc giục vô hình nào đó, khiến cho mẹ con bà Sen cứ như hai cái người máy, đi đến cổng, mở cổng ra, rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà. Một mùi nhang khói kỳ dị bốc ra, khiến cho cả hai có chút khó chịu, nhăn mũi lại. Bỗng dưng từ trong nhà có tiếng người dục. Ở cửa vào đi, đừng sợ. Cả hai hồi hộp lắm,
nhưng bà Sen vẫn lấy hết sức bình sinh mở cửa ra. Đập vào mắt cả hai người là một cái điện thờ với những bức tượng hình thù kỳ quái, như nhìn thẳng vào người đối diện mà nhe nanh múa vuốt thị uy. Còn đang chưa hết hoàng hồn thì bên tai lại nghe vang lên tiếng nói: "Ngồi xuống đi." Hai mẹ con giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông nhỏ thó, chẳng biết già hay trẻ, tóc xõa dài che đi nửa khuôn mặt, đang nhìn hai người mà nhếch mép cười. "Dạ, có phải là thầy Hoàng hay không ạ?" Người đàn ông bật lên tiếng cười ha hả một tràng dài, rồi nhìn thẳng vào mắt bà Sen. "Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống đi. Đúng, ta là Hoàng đây." "Dạ, hôm nay con tìm thầy là có việc ạ." "Chẳng lẽ hai mẹ con bà đến đây để chơi sao? Có chuyện gì thì kể đầu đuôi cho ta nghe xem nào." Thế là trong cái không khí âm u xen chút ma quái của căn nhà nửa tối nửa sáng, bà Sen kể rành mạch ra những cái chết bất đắc kỳ tử của gia đình bà. Từ đứa cháu còn đỏ hỏn bị lợn ăn thịt, đến chồng và con. Thầy Hoàng gật gù: "Ta e là nếu như lời bà kể đúng thì chẳng sớm thì muộn sẽ có người chết tiếp theo thôi. Được rồi, ta sẽ đến đó xem xét tình hình, có gì ta sẽ cố gắng hóa giải cho." Cả hai cảm ơn rối rít như bắt được vàng, cho dẫn thầy về nhà ngay để làm phép. Thầy nhìn thấy thái độ thật thà của bà Sen, xem ra cũng vừa lòng lắm, nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết rồi đi theo chân hai mẹ con về nhà. Ra tới cổng, thầy hô to: "Các người tất cả về nhà đi." Thầy dứt câu thì tiếng chim lợn vang lên kêu en ét vô cùng đáng sợ. Tiếp sau đó là một đàn quạ đen cũng bay về căn nhà lụp xụp của thầy. Rồi trong nháy mắt, bọn chúng như có thuật ẩn thân, khiến cho bà Sen và chị Hiền cố gắng lắm cũng không nhìn thấy chúng đâu nữa. "Không đi mà còn đứng đó, bọn nó tưởng là miếng mồi ngon thì xong ràng thịt đó." Cả hai nghe vậy bỗng rủng hết chân tay, liền vội vàng đi ra cổng, ngồi luôn lên cái xe đã chờ sẵn. Còn thầy Hoàng thì lấy cái xe Honda quen thuộc ở trong nhà, theo hai mẹ con bà Sen trở về. Đi được tầm khoảng 40 phút, cuối cùng ba người cũng có mặt ở làng Chỉnh. Vừa nhìn thấy cánh cổng nhà bà Sen, thầy Hoàng đã nói ngay: "Ngay cả cánh cổng này cũng có nhiều ma quỷ nó đặt tay lên đây nè. Có bàn tay của cả máu nữa đó." "Dạ, con thấy cổng vẫn sạch sẽ mà thầy, đâu có bàn tay nào đâu." "Bà là một người bình thường, làm sao nhìn thấy được những thứ đó? Những vết ố kia chỉ là dấu bàn tay lũ ma quỷ để lại đó." Thầy liền rút ra lá bùa vàng vàng đỏ đỏ trong túi, rồi lẩm bẩm đọc thần chú. Trong phút chốc, những lá bùa mặc dù không có ai châm lửa, nhưng tự dưng bốc cháy lên. Thế là thầy dùng lá bùa đang cháy đó hơ hơ mấy lượt trên hai cánh cổng. Trong nháy mắt, những vết ố mà bà Sen nhìn thấy từ từ tan ra như làn khói, cứ vậy biến mất trong không khí. "Được rồi, vào đi." Ba người bước vào trong nhà. Thầy Hoàng lúc này thấy những luồng quỷ khí vây quanh ngôi nhà thì có chút giật mình, nhưng thầy vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, cứ vậy mà bước vào trong. Rồi vừa đến sân thì chẳng hiểu chị Phương, vợ của anh Ất, từ đâu xuất hiện, nói những lời ngây dại: "Chồng chị về, là chồng chị về. Thế con đâu rồi mình à?" Chị nói xong thì nhảy xổ vào thầy Hoàng, được bà Sen và chị Hiền ngăn lại. Anh Phúc cũng từ bên nhà đi ra, giữ chặt lấy cánh tay của chị. "Thím ấy cái như vậy cả sáng đó mẹ, muốn đưa thím ấy xuống trạm xá người ta khám mà không tài nào đi được. Mai mẹ nhà con về rồi, thôi thì đưa luôn thím ấy xuống đi, xem tình hình như thế nào." "Cô đi bác sĩ giỏi nhất cũng không giải quyết được gì đâu. Cô ta bị quỷ bắt mất hồn rồi. Chỉ có giết con quỷ thì mai ra còn cứu được. Bằng không thì suốt đời cứ mãi điên dại như vậy, có khi lại mất mạng cũng chẳng chừng."
Mà thầy ơi, trăm sự con nhờ thầy. Khổ thân con dâu con, nó mất cả chồng lẫn con, nên bây giờ mới thành ra cớ sự như vậy đó. Bà Sen vừa nói vừa sụt sịt khóc. Thầy Hoàng có chút thương cảm. Thầy quan sát một lượt rồi kéo bà Sen lại một chỗ, thì thầm to nhỏ vào tai cái gì đó, nghe chừng bí hiểm lắm. Còn bà Sen nghe tới đâu gật đầu lia lịa tới đó. Sau khi xong xuôi, thầy vội lên con xe quen thuộc và ra về trước sự ngạc nhiên của anh Phúc, của chị Hiền. Nhìn thấy cả hai như vậy, bà mới giải thích. Thì thầy về có chút việc, mai thầy lại sang. Thôi ha, hai đứa cứ nhốt con Phương tạm vào buồng đi. Tạm thời như vậy đã, có cái gì thì tính sau. Hôm đó mọi việc tiếp tục diễn ra bình thường như bao ngày. Buổi tối cũng nhanh chóng bao trùm lên cả làng Trịnh. Trời trong xanh gió mát, ánh trăng bắt đầu xuất hiện chiếu xuống ngôi nhà của bà Sen, khiến cho ngôi nhà càng trở nên u ám. Từ đâu đó tiếng chó tru lên. Trời càng về khuya, khung cảnh ngôi nhà của bà Sen càng trở nên ma mị đến trợn ngợp. Rồi bất giác có tiếng kẹo kẹt của bản lề cũ vang lên trong đêm tối. Cánh cửa buồng cứ thế tự động mở ra. Từ trong đó một thân ảnh quen thuộc của chị Phương bắt đầu xuất hiện. Nhìn thấy những cái bóng mờ mờ ảo ảo phía trước sân, chị ta đột nhiên nở một nụ cười đầy ma quái, rồi nói: Cho tôi chơi với, cho tôi chơi với. Tiếng cười vang lên lanh lảnh giữa đêm khuya thanh vắng. Thế nhưng bà Sen ở trong nhà cùng với vợ chồng anh Phúc ở nhà bên cạnh dường như không nghe thấy gì. Cười xong, chị Phương nhanh chóng hòa cùng với đám cô hồn già quỷ lố nhố ở ngoài sân, chơi với nhau vui vẻ, như thể chị ta với chúng nó vô cùng thân thiết. Thế nhưng chỉ được ít phút, cánh cổng nhà bà Sen tự dưng bật mở ra. Thầy Hoàng chẳng biết có mặt từ lúc nào, đứng sừng sững ở đó mà quát lớn: Lũ cô hồn dạ quỷ chúng mày, chết rồi mà không đi siêu sinh, to gan chấm ở lại trần gian sao? Thầy lấy ra một đạo phù phóng về phía lũ chúng nó. Đạo bùa trong nháy mắt phát sáng vàng rực, rồi cứ thế mà trường thẳng về lũ cô hồn dạ quỷ. Bùa bay đến đâu chạm vào cô hồn dạ quỷ đến đó, khiến cho chúng trên là thảm thiết đau đớn, rồi nhanh chóng hóa thành làn khối đen xì tan vào không trung. Thế nhưng ma quỷ cũng chẳng phải ít, sau khi thầy đã tiêu diệt sạch chúng nó thì từ bốn phía lại xuất hiện lố nhố những cái bóng phi thân vào người thầy. Nhanh như cắt, thầy lộn nhào một vòng né tránh được, rồi lấy thanh kiếm được liên kết với nhau bằng những đồng xu ở sau lưng ra, lẩm bẩm đọc chú. Như có một phép thần kỳ, thanh kiếm trên tay thầy bắt đầu sáng trực lên, tựa như một thanh sắt mới rút ra từ trong lò nung. Thầy nhanh chóng lấy lại thế chủ động, cứ thế mà cầm kiếm chém vào lũ yêu ma. Đám quỷ gặp phải thanh kiếm của thầy thì số phận của chúng cũng giống như những đứa trước, nhanh chóng hóa thành làn khối hòa vào không trung. Tưởng được mấy chiều, ta cho các người hết đường siêu sinh. Lời thầy vừa dứt, từ bốn phía bắt đầu xuất hiện những tràng cười ma quái, tựa hồ như làm cho thế giới xung quanh thầy Hoàng trở nên quay cuồng. Rồi vút một cái, từ đâu hiện ra một dải lụa dài cả mấy chục mét, cứ thế lao thẳng vào mặt thầy Hoàng, khiến cho mặt mũi thầy tối tăm, không nhìn được xung quanh. Tiếp đó liên tục là những dải lụa trắng muốt cứ thế phi thẳng vào người thầy, làm cho thầy vô cùng đau đớn, ngã lăn lóc trước sân. Mày giỏi lắm, mày tưởng giết được chúng tao sao hả? Nữ quỷ vừa nói vừa bung lên những tấm vải lụa trắng, cứ thế tiếp tục đánh vào người thầy. Rồi đột nhiên một ánh sét chói lòa đánh thẳng vào trước mặt thầy Hoàng, khiến cho thầy ngã vật ra sân trong tiếng cười của lũ cô hồn dạ quỷ. Vừa nãy bà Sen cùng với vợ chồng anh Phúc nghe thấy tiếng hô hoáng đánh nhau của thầy thì tỉnh giấc, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra ngoài, vì họ biết nếu như ra ngoài có thể sẽ làm ảnh hưởng tới thầy Hoàng. Chứng kiến cái cảnh thầy nằm vật ra sân qua khe cửa, chân tay của họ càng run lên bần bật, nhưng chẳng ai dám ra để ứng cứu,
Nữ quỷ nhìn thẳng vào bà Sen bằng một ánh mắt sắc lẹm, rồi buông lời thách thức. Mời người về giúp nữa đi. Mời đứa nào, tao giết đứa đó. Rồi cả chúng mày nữa, tao sẽ giết từng đứa một. Từng lời nữ quỷ thốt ra như những mũi kim châm vào tai, khiến cho bà Sen đau đớn đến cùng cực. Nhưng bà vẫn phải cố nín nhịn, không dám thốt ra thành lời. Lũ ma quỷ sau khi làm cho thầy Hoàng ngã sóng xoài dưới nền sân, chúng cũng từ từ biến mất. Chỉ còn lại chị Phương ngây ngây dại dại nhìn thân xác bất động của thầy mà cứ cười khành khạch, rồi thỉnh thoảng cất lên tiếng nói: Mày đi mà hầu chồng, hầu con tao. Trời hừng lên vài tia sáng, thế là một đêm lạnh lẽo trôi qua đi. Khi tiếng gà vừa gáy, bà Sen mới cùng vợ chồng anh Phúc không thể chờ được nữa, chạy một mạch ra sân, gạt chị Phương ra một chỗ mà lay người thầy Hoàng: Thầy à, dậy đi thầy ơi. Gọi mãi không thấy thầy Hoàng tỉnh, anh Phúc liền đưa ngón tay đặt trước mũi thầy. Vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt, mặt anh mới giãn ra được một chút mà nói: Thầy vẫn còn sống đó, đưa lên bệnh viện ngay đi. Thì ra kế hoạch của thầy Hoàng là để mọi thứ diễn ra bình thường. Đến giờ ma quỷ ở nhà bà Sen xuất hiện, thầy sẽ đến bất thình lình giao chiến với chúng. Thế nhưng thầy không ngờ được chúng nó lại đông, mà lại có ma lực ghê gớm đến như thế. Khi mà anh Phúc định đưa thầy đi bệnh viện thì mắt thầy bỗng dưng mở ra thao láo, rồi cất tiếng nói điên điên khùng khùng: Mày mà động vào tao, tao đánh chết mẹ mày ngay bây giờ. Tao là thần tiên trên trời. Ba người há hốc ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì, thì thầy đã đứng phắt dậy, gạt anh Phúc ra một bên mà chạy xung quanh sân. Chị Phương nhìn thấy thầy Hoàng như vậy cũng lên cơn điên dại, cứ thế mà đuổi theo thầy. Hai người cứ cười nói khanh khách ở trong sân. Bà Sen cùng vợ chồng anh Phúc chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Họ biết rằng thầy Hoàng sau khi bị tia sét lúc tối đánh trúng, bây giờ chắc đã phát điên, thần trí không còn tỉnh táo nữa. Cuối cùng anh Phúc đành phải nhờ một anh thanh niên bên hàng xóm giữ chặt thầy Hoàng để mình chở xe máy đưa thầy về nhà. Và từ đó, coi như cuộc đời thầy Pháp của thầy Hoàng cũng chấm dứt luôn ở đó. Về phần gia đình bà Sen, dường như cũng không có lối thoát nữa rồi. Một tương lai mù mịt u tối cứ thế mà buông xuống. Bất giác bà nghĩ tới hai thằng con trai nhà anh Phúc. Chúng nó đang tuổi ăn tuổi chơi. Nói dại, chứ nếu lỡ chúng nó có mệnh hệ gì thì có khi bà cũng chết theo luôn, chứ chẳng sống nổi nữa rồi. Đêm hôm ấy, bên nhà anh Phúc, chứng kiến những chuyện kỳ lạ đến với gia đình của mình, anh cứ nằm trằn trọc mãi, không sao nhắm mắt được. Thấy bí bách trong người quá, anh ra ngoài hiên lấy cái điếu cày trích lên những tiếng nghe vô cùng não nề. Anh thở ra những làn khói trắng đục lên không trung. Trong phút chốc, dường như cái say của thuốc lào đã đưa anh đến một trạng thái lâng lâng, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng khi làn khói trắng đục tan ra, trước mặt anh lại xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Không ai khác, chính là chị Phương, em dâu của anh, đang đứng nhìn anh với ánh mắt đầy ma quái. Trong thấy cảnh đó, khiến cho tim anh đập lên liên hồi. Anh lắp bắp nói: Sao giờ này tim còn ở đây vậy? Chị Phương dường như không để ý tới câu hỏi của anh Phúc, mà cất lên một giọng âm u, não nề: Năm nay em đi làm dâu, thân khác gì trâu mang theo ách. Năm nay em đi làm vợ, thân mang cày, dây khiến không biết ai. Em đi làm dâu không có mùa nghỉ, chỉ có mùa làm. Nghe thấy giọng nói đó,
Anh Phúc cứ như bị thôi miên, cứ từ từ bước ra ngoài sân. Trước mặt vẫn là chị Phương, em dâu của anh, nhưng hôm nay trông chị ta khác lắm. Chị ta nhìn anh cười, nụ cười ấy trong thâm sâu bí hiểm lạnh lùng, cùng với ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn đầm đầm vào anh. Đi cùng với bố và anh Ất đi anh à. Bố và anh Ất đang chờ anh đó. Trong phút chốc, những đám mây đen đang che kín lấy bầu trời, che luôn cả ánh trăng sáng, càng làm cho không khí lặng chình kỳ quái một cách đáng sợ. Anh Phúc cứ vậy bước đi, không ý thức được hành động của mình. Rồi anh đi ra phía cái ao đằng sau nhà. Những bước chân lững thững cứ từ từ lội xuống nước. Từ phía đằng xa giữa ao kia là hai cái bóng quen thuộc của ông Bính và anh Ất. Dường như hai cái bóng đó có một sức hút kỳ lạ, khiến cho anh Phúc cứ thế mà bước đi. Ra đến giữa ao, đột ngột anh ý thức được cơ thể của mình đang bị dẫn dụ, định kêu cứu nhưng không tài nào thốt lên thành lời. Anh cố gắng nhoài bước chân vào bờ, thì từ trên không trung có một sức nặng như cả ngàn cân ấn đầu anh xuống nước. Lúc đầu anh còn giãy giụa vẫy đạp trong làn nước, nhưng rồi dần dần cơ thể cứ thế mà bất động, chìm xuống dưới ao trong tiếng cười khanh khách. Nhà chúng mày phải chết hết, chết hết, có hiểu chưa? Thế nhưng mà bỗng đâu xuất hiện một lá bùa to như cái chiếu, phát ra thứ ánh sáng vàng rực, cứ thế quay vòng trên không trung, rồi vút một cái phi thẳng xuống dưới dòng nước ao, đỡ lấy cơ thể đang chìm dần của anh Phúc. Đám cô hồn dạ quỷ trông thấy thế định lao vào cướp lấy thân thể của anh mà lại quẳng xuống ao. Tuy nhiên, dường như lá bùa vàng kia có sức mạnh ghê gớm, khiến chúng không tài nào tiến đến gần được. Chúng đành bất lực nhìn lá bùa cứ thế từ từ đặt vào thân xác đang mềm nhũn của anh Phúc ở trên bờ ao. Rồi trong những bụi cây tùm, bỗng xuất hiện một thân ảnh cao gầy của một người đàn ông. Ông đứng sừng sững nhìn lũ ma quỷ mà cười. Chúng mày chết rồi mà vẫn còn ở đây vi phạm âm luật, thật là to gan. Chúng mày nghĩ là bắt người trần chết dễ vậy sao? Từ bốn phía bỗng dưng cất lên tiếng cười ma quái đến trợn người. Lần lượt tám cái bóng trắng chẳng biết từ đâu là bay tới trước mặt của người kia. Chúng nó đứng trước người đàn ông, rồi cất lên tiếng nói một cái giọng đàn bà đanh nhọn. Mày giỏi lắm, dám lên đây đánh với bọn ta sao? Chỉ vừa dứt câu, cả tám liền vung những tấm lụa trắng dài cứ thế mà vung vào người đàn ông. Người kia nhanh như cắt đã tránh né kịp, rồi liên tục phản đòn, khiến cho tám con quỷ phải rất vất vả mới chống đỡ được. Đôi bên đánh nhau tạo thành một khung cảnh vô cùng rùng rợn. Cát bụi bay mịt mù, cành cây cứ vậy mà lả tả rơi xuống đất. Từ bốn phía, lũ ma quỷ xuất hiện đông nhung nhúc, cứ thế phi thân vào người đàn ông kia, tung ra những đòn chí mạng hòng giết chết ông ta. Nhưng ông ấy dường như vô cùng tĩnh tâm, nhẹ nhàng lấy thanh kiếm trên tay chống đỡ. Trong phút chốc, đám ma quỷ đã bị đánh cho tả tơi, con nào con nấy dúm gió vào một chỗ. Khi đó, người đàn ông mới lên tiếng mắng chúng nó bằng một chất giọng vang vang như sấm. Các ngươi là lũ cô hồn dạ quỷ mà không chịu an phận, lại đi theo kẻ xấu làm hại nhân dân, thật là đáng tan hồn ác phách lắm. Thanh kiếm vàng trực lên cùng với những lá bùa xuất ra, cứ vậy mà quần lượng, khiến lũ cô hồn dạ quỷ một phen thất điên bắt đảo và nhanh chóng lụi tàn vào hư vô. Nhân lúc người đàn ông đang đánh lũ cô hồn dạ quỷ, tám cái bóng trắng kia bất ngờ lao tới. Chúng định dùng sức mạnh để trấn áp tài phép của ông, nhưng chưa kịp làm gì, chúng đã nhanh chóng bị những lá bùa của người đàn ông đánh gục. Cả tám đồng loạt ngã xuống đất. Cô hồn dạ quỷ trông thấy thế, đứa nào đứa nấy toàn bỏ chạy,
thì có thân ảnh một người áo đen từ sau chúng xuất hiện, bung những lá bùa màu đen có ký tự loằng ngoằng màu trắng ra, hòng tiêu diệt người đàn ông kia. Người đàn ông lúc này bất ngờ ngồi xuống, lẩm bẩm đọc chú. Trong phút chốc, tạo thành một quả cầu che chắn lấy bản thân, khiến cho những lá bùa kia lao vào ông ấy như lao vào đá, rồi rơi rụng lả tả xuống nền đất. Thân ảnh người áo đen thấy vậy, liền liều mình lao vào quả cầu, nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bật ra. Tám cái bóng trắng cũng lao lên hợp sức, nhằm phá đi quả cầu đang bao quanh người đàn ông. Nhưng đến cuối cùng đều vô ích. Càng đánh, chúng nó càng thua, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Người áo đen khi đó cũng bất lực, cố lao vào quả cầu. Nhưng dường như quả cầu này mang một sức mạnh khủng khiếp, khiến cho gã ta bị đánh bật người vào thân cây cổ thụ ven bờ ao, rồi đổ gục luôn xuống nền đất. Thấy tình hình đã được kiểm soát, người đàn ông mới lấy ra một cái hũ lớn, sau đó hô: "Tất cả hãy chui vào đây." Thế là bầy ma quỷ cùng vong quỷ cô gái chết trôi được lập miếu, trong phút chốc bị người đàn ông thu phục gọn luôn vào trong cái hũ. Xong xuôi đâu đó, ông cẩn thận phong ấn cái hũ vô cùng chắc chắn, rồi nhìn cái bóng áo đen mà cười nói: "Người nghĩ người có thể một tay che trời sao? Cao nhân ắt có cao nhân trị đó." Ngoài trời sấm sét cũng thôi đánh, mây đen đã tản đi, trả lại bầu trời trong xanh. Ánh trăng lúc này mới lấp ló khỏi làn mây, chiếu xuống những ánh vàng bạc, khiến cho làng chình sáng rõ như ban ngày. Bà Sen với chị Hiền mới chạy ra bờ ao, miệng lắp bắp: "Ông ơi, ông là ai vậy? Sao lại có mặt ở nhà tôi giờ này? Có phải ông chính là kẻ hại gia đình tôi ra nông nỗi này hay không?" "Nếu mà không có ta, e rằng nó đã bị đuối nước tới nơi rồi đó." Ông chỉ vào anh Phúc đang nằm trên bờ ao. Phúc bất giác ho lên sụ sụ, rồi bật người dậy mà nôn thốc nôn tháo. Từng dòng nước cứ từ miệng anh chảy ra. Bây giờ thần trí đã tỉnh táo hơn, anh mới chậm rãi nói: "Ông ấy nói đúng đó mẹ, con bị ma chủ. Mai mà có ông ấy, không thì bây giờ con chắc đã chết trương xác rồi." Người đàn ông mới chỉ vào người áo đen đang nằm lê lết trên nền đất mà nói: "Nó đó, chính nó đã hại cả gia đình các người đó." Như có một sức mạnh can đảm nào đó thôi thúc, bà Sen nhanh như cắt chạy lại chỗ người áo đen, giật phăng tấm khăn đang che mặt người đó ra. Hiện ra trước mặt mọi người là một người đàn ông có khuôn mặt nhọn gian xảo, tóc tai rủ rượi, trông có phần dữ tợn, độ tuổi khoảng ngoài 60. Bà Sen không nhận ra được là ai, mới hỏi người đàn ông kia: Người này là ai? Sao có thể hại gia đình chúng tôi được?" Người đàn ông mới nhìn thẳng vào mặt tên áo đen và nói: "Sao? Người dám làm không dám chịu sao? Người có tin ta gọi âm binh âm tướng lên đây vật chết nhà ngươi ngay hay không?" Người áo đen thân đang mang trọng thương, ôm ngực nói mà như quát: "Tất cả là lão binh nhà mụ, chính hắn là kẻ gây ra oan nghiệt. Hắn là tên khốn nạn, hắn xứng đáng bị chết ngàn lần. Các người có kết cục như ngày hôm nay cũng do hắn mà ra thôi." Tên áo đen bắt đầu đưa mọi người đến một câu chuyện mà có nằm mơ họ cũng không nghĩ rằng chồng mình, cha của mình lại là nhân vật chính trong đó. Người áo đen vốn tên là Sinh, là một thầy mo có tiếng ở vùng Cao Bằng. Ngoài 50 tuổi, ông mới lập gia đình và lấy một cô gái mới ngoài 20 tên là Mỹ. Tưởng rằng cuộc sống êm đềm cứ vậy trôi qua, thế nhưng đến khi ông Bính lên trên đó để buông cá khô thì mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù đã có tuổi, nhưng ông Bính miệng lưỡi dẻo ngọt đã khiến cho người vợ của Mo Sinh kia nhanh chóng đổ gục. Bọn họ lén lút ngoại tình với nhau mà Mo Sinh không hề hay biết. Cuối cùng Mỹ cũng có thai, và cái thai kia là sản phẩm của ông Bính. Tuy nhiên khi đó ông Bính đã quay trở lại đồng bằng,
Mỹ đã nói thật cho Mo Sinh biết tất cả mọi chuyện, rồi tự ý bỏ đi tìm ông Bính. Mo Sinh nghe xong vẫn uất tới tột độ, nhưng vẫn kiềm nén lại cơn giận để cho cô Mỹ kia đi tìm ông Bính. Sau khi Mỹ gặp được ông Bính, Mo Sinh đã biết được kẻ gây ra nghiệp chướng của nhà mình là ai, nên dùng tà thuật khiến cho cô Mỹ kia nhảy sông tự tử, và từ đó điều khiển hồn của cô cùng với 7 âm binh mình nuôi đi tác quái ở làng Trịnh và báo thù ông Bính. Cái xác của cô Mỹ được bố con thằng Khải phát hiện ra. Ông Bính chứng kiến cái xác trương phình của cô nhưng không dám nhận, vì sợ sự việc bại lộ ra. Còn những việc kỳ quái của cái quan tài hay hiện tượng ma quỷ, rồi lập miếu thờ, đều do một tài lão Mo Sinh làm ra cả. Thầy Bùng là người làng Đông đã nhìn ra được sự việc đó, nhưng phép thầy mỏng sợ đương đầu với Mo Sinh nên đã làm theo sự sắp đặt đó, chính là xui cho gia đình Khải xây miếu. Rồi nhờ xây miếu, Mo Sinh mới quy tụ được cô hồn dạ quỷ của làng Trịnh để tiến hành trả thù. Và âm mưu của lão là giết sạch những người trong gia đình ông Bính. Thế nhưng hôm nay gặp phải cao nhân, mọi tính toán của ông ta đều đã thất bại. Nghe xong câu chuyện, bà Sen và vợ chồng anh Phúc nước mắt ngắn dài. Họ không ngờ người chồng người cha mực thước của mình lại gây ra chuyện tài đình như vậy. Bầu trời lại có giông tố nổi lên, tiếng sấm sét lại vang lên vô cùng chói tai. Bỗng dưng trẹt qua một cái, tia sét trên bầu trời giáng thẳng vào Mo Sinh, khiến cho ông ta cháy ra đen xị. Thân xác gục luôn tại bờ ao, không nói thêm được một lời nào nữa. Trời ơi, ông ta bị sét đánh chết rồi. Người đàn ông vẫn điềm nhiên vuốt trâu trả lời. Ác giả ác báo, luyện ma luyện quỷ thì bị trời phạt thôi. Ông ta cứ thế từ từ đi vào trong lùm cây, rồi biến mất trước mặt bà Sen và vợ chồng anh Phúc. Bà Sen mới cố hỏi với theo. Xin thầy cho biết tên tuổi, để sau này con còn biết mà đền đáp ạ. Ta chính là cụ tổ sau đời nhà các ngươi. Ta tên Trần Huyễn. Thấy các ngươi gặp nạn lớn, ta lên cứu giúp. Nhớ mà thờ phụng tổ tiên cho cẩn thận, đừng bao giờ làm việc trái đạo. Ác giả tất có ác báo, rõ chưa? Người đàn ông nói xong thì cũng mất dạng, trả lại không gian một sự yên tĩnh tột cùng. Sáng hôm sau, anh Phúc trình báo với chính quyền về cái xác bị sét đánh của thầy Mo Sinh, nhưng tuyệt nhiên không đề cập tới chuyện của gia đình mình. Cái xác đó không ai nhận, chính quyền lại bàn giao cho làng Trịnh. Ông ta được chôn cất cũng cẩn thận lắm, thậm chí người ta đổ cả bê tông để tránh bọn trộm mộ chặt tay người chết bị sét đánh mà hành nghề trộm cắp. Còn về phần cái miếu kia cũng bị sét đánh cho tan tành. Nhà ông đang cố gắng dựng lại thì đều không được, vì cứ ban ngày làm xong, buổi tối lại tự dưng vỡ vụn ra. Gia đình bọn họ có theo dõi nhưng chẳng bắt được ai làm. Cuối cùng họ đoán được là do một thế lực tâm linh nào đó làm ra, cho nên cũng không xây nữa. Cuộc sống giàu sang của gia đình ông Đăng cũng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Căn nhà của gia đình ông vào một ngày nắng nóng tự dưng bùng cháy, thiêu rụi tất cả của cải trong nhà. Thế rồi họ lại quay về với cảnh nghèo hèn, đánh cá nuôi thân như ngày xưa. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Miếu thờ quỷ làng Trịnh của tác giả Lương Duy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.